Em cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Chúng ta hãy cùng nhau gõ cái xác quyết của mình lên ông chat ạ. Và em xin phép là chia sẻ cái timeline của buổi hội quân ban phụng sự cao gốc K2 ngày hôm nay ạ. Thì sau cái phần ổn định này hay là phần văn hóa 4S và ba lời thề từ tâm thì chúng ta sẽ có phần đầu giờ là giao lưu gặp gỡ, sẽ là phần của ban tâm pháp Việt Dâu và thủ lĩnh Đỗ Quang Minh. Từ 20 giờ 25 đến 21 giờ 10 thì sẽ là phần chia sẻ về hành trình đào luyện văn phụng sự ba gốc K2 và hỏi đáp ạ. Và 21 giờ 10 đến 21 giờ 25 sẽ là phần văn nghệ ba gốc và triển khai cái ngày thiện pháp ngày 10 tháng 5 ạ. Và 21 giờ 25 đến 21 giờ 45 thì sẽ có phần chia dung nhỏ theo nội dung của ban tổ chức. 21 giờ 45 đến 22 giờ 20 sẽ là chia sẻ lại nội dung của ban tổ chức, cam kết từ tâm cùng nhau đi trọn vẹn hành trình và hội ngộ hành trình kiến tạo văn hóa đọc K6. Và cuối giờ là 22 giờ 20 đến 22 giờ 30 sẽ là phần chụp ảnh và nghe thình ca tình huynh đệ. Và bây giờ thì theo đúng timeline của chương trình thì em xin mời ban tâm pháp chị Huyền Sâu ạ, mình sẽ lên cái phần giao lưu gặp gỡ này ạ. À, phải đến tuần rồi nhỉ, mới gặp lại nhau, cũng có người mới người quen ạ. Như là cả nhà mình hiện tại có thể chia sẻ một chút cái cảm xúc của mình sau từ hôm 30 tháng 4 đúng không ạ? 30 tháng 4 đến hôm nay là mùng 10, 10 ngày rồi thì 10 ngày qua thì mọi người đã làm gì được không ạ? Và bây giờ quay trở lại thì cái tâm trạng nó ra làm sao có thể chia sẻ được không ạ? Chúng ta nhanh trong khoảng 2 phút nhá. Chia sẻ luôn ạ. Sâu này lắm thế ạ. À, anh Hoàng, MC Huy Hoàng, cả nhà yêu thương, hôm nay mặc áo đỏ trong rực rỡ chứ ạ. Đây là hành trình đào luyện bằng sự ba gốc ạ. Và đây là hành trình khóa thứ hai. Hồi hộp. Hồi hộp là người tiếp cảm xúc đúng không ạ? Chắc tí nữa là có thơ đấy ạ. Em cứ nói thế, đặt hàng trước. À, Phú đang làm xe ôm nên không tiện mặc áo đỏ anh ạ. Cả nhà mình có thể chia sẻ cái nhanh cái cảm xúc của mình chút được không ạ? Như chị Dương này cứ cười này, xong là tủm tỉm này, là chống cằm này, hết là ngồi thẳng rồi lại ngồi rụt xuống này. Đấy. Mình có thể chia sẻ cảm xúc ạ. Vì thực ra hành trình đào luyện ban phụng sự ba gốc ạ, nó sẽ hơi khác với mô típ với các cái với hành trình kiến tạo văn hóa đọc. Và chắc chắn mọi người sẽ cái vai trò của em ấy ạ, hay là cái sự xuất hiện của em thì có lẽ thì cũng sẽ gây ra một số cái một cái cảm xúc mới với mọi người, nó sẽ khác ở kiến tạo và ban hoa khoa 6. Thì cả nhà cứ từ từ cảm nhận ạ, và gọi như là thưởng thức. Cái này thì cũng có những khi mà ở cao một ạ, khi em vậy trở lại khi làm với vai trò là ban tâm pháp của hành trình kiến tạo khoa 6 thì cũng có những anh chị cũng rất là dè chừng. Sau đó em phải có một cái màn chính thức rằng là xé nháp, em hiện tại đang trở về đang trở về với hành trình kiến tạo văn hóa đọc rồi, không còn ở hành trình đào luyện ba gốc nữa. Thì đấy, em có một cái lời như vậy nhắn nhủ cũng truyền thông một chút thì để cả nhà gọi như là hết sức tỉnh thức và cảnh giác ạ. Đấy, nó sẽ khác ạ. Và em cũng chia sẻ luôn, đó là hành trình mà chúng ta sẽ thấy nó rất thực tế với đời sống hàng ngày của chúng ta, nó gần như là một cái bản sao luôn. Là em chia sẻ với mọi người cái góc nhìn như vậy thì chắc chắn sẽ cũng có những lúc là sẽ được lắng nghe những lời yêu thương ngọt ngào từ ban tổ chức, nhưng sẽ có những lúc là bị bỏ bơ vơ một mình đấy, và bị loay hoay. Đấy là em chia sẻ luôn ạ. Đấy thì nó chốt lại chung quy đó là chúng ta sẽ quan sát được bản thân mình nhiều hơn, sẽ có cái sự sâu lắng hơn ở bên trong mình có gì, hay có thể trả lời được câu hỏi mình vào trong hành trình này làm gì, hay mình tham gia các hành trình phát triển bản thân để làm gì, công việc mình đang làm nó phục vụ cho mình cái điều gì, mình cứ mãi miết chạy theo, hay là nhận ra được một cái vấn đề gì đấy trong cuộc sống, những cái mà mình đang vướng mắc hoặc là gặp cái nút thắt đẹp. Thì đó là cái phần chia sẻ của em. Thì rất vui hôm nay thì có cái nội dung này là nó khá dài đấy cả nhà. Đấy, thì cả nhà cứ quan sát theo dõi và sợ có thể hỏi bất kể những điều gì mà mình trăn trở hoặc là mình cảm thấy thắc mắc,
Thì hôm nay trong cái buổi huấn hôm nay của chúng ta thì có thủ lĩnh Đỗ Quang Minh là trưởng dự án của Trí tuệ Việt Nam. Thì ai đã từng, chắc chắn là mọi người đều biết đến thủ lĩnh Đỗ Quang Minh rồi đúng không ạ? Vì có một cái điều kiện khi tham gia vào cái hành trình đào luyện ban sự ba gốc này, đó là mọi người phải hoàn thành cái hành trình kiến tạo văn hóa đọc và hành trình văn hóa đọc vùng cao. May quá K1 chỉ có hoàn thành hành trình kiến tạo văn hóa đọc thôi ạ. Còn ai vùng cao thì khi là còn chưa xét. Nhưng mà đến cái ca này thì thêm mở rộng đối tượng ra. Đấy, tại vì thực ra là hành trình kiến tạo văn hóa đọc thì như mọi người nói là khác hơn vì nó trải qua 8 đến 9 tuần. Thậm chí K1 là 3 tháng cả nhà, hơn 3 tháng ạ. Còn ở văn hóa đọc vùng cao thì chủ yếu đối tượng là các thầy cô và cái thời gian đào luyện cũng được ít hơn, nó khoảng 4 tuần. 4 tuần thì nó ít và mang tính chất cũng nội dung nó cũng nhẹ hơn rất là nhiều. Khi mà vào hành trình thì có thể nó bị cái sự chưa bắt nhịp ấy, có sự chênh nhau, nhưng mà không sao. Và trong hành trình này thì nó cũng có nhiều cái điểm đổi mới, mở rộng hơn so với cái hành trình của K1 ạ. Và cái tỷ lệ mà tuyển sinh vào cũng cũng mở rộng hơn, chứ K1 là chỉ tuyển 40 người thôi ạ. K2 thì mở rộng hơn. Và hôm nay thì vẫn chưa hết cái thời gian đăng ký link đâu ạ. Vẫn còn nốt ngày mai nữa thì mới đóng link ạ. Đấy, thì em cũng mong muốn rằng mọi người có thể chia sẻ cái thông tin này đến cho những người đồng đội của mình đã hoàn thành khóa học nha. Ai chưa hoàn thành là chưa được tham gia đâu, chưa đủ điều kiện ạ. Đấy, để cho mọi người cũng thấy được là cái vì sao lại phải hoàn thành, vì sao lại phải hoàn thành, phải có cái giấy chứng nhận nhé. Chứ lúc trước nhiều người bảo không hiểu cái giấy chứng nhận để làm gì. Thì vào đây chúng ta sẽ có một cái thông tin đấy để sau này khi thấy có bạn bè mà tham gia hay người thân tham gia vào hành trình kiến tạo văn hóa đọc thì cũng biết rằng à, muốn đi sâu, muốn đi các cái hành trình phía sau thì mình cần hoàn thành một cái giấy chứng nhận như thế. Và sau đây thì có thủ lĩnh Đỗ Quang Minh là trưởng dự án và cũng là sẽ là người đồng hành một trong một số các cái chương trình trong các cái buổi đào tạo của chúng ta. Thì sau đây xin mời thủ lĩnh Đỗ Quang Minh có thể lên giao lưu, gặp gỡ, có những cái thắp đuốc và cái sự chia sẻ của với cái hành trình, ví dụ vai trò của một người khi là phụng sự viên thì như thế nào, vì đây là hành trình đào luyện ban phụng sự. Và hành trình này có một cái cải tiến đó là chia hai đối tượng, một là đối tượng là tham gia mong muốn vào phụng sự hành trình kiến tạo văn hóa 7 K7, và có một đối tượng nữa là có thể là chưa tự tin hoặc vì một lý do nào đấy thì mới đang ở cái mức là đào luyện bản thân thôi ạ. Xin mời thẩm định mình ạ. Xin chào tất cả anh chị em có mặt trong buổi hội quân ban phụng sự ba gốc K2. Hôm nay là cái ngày gọi là rất nhiều anh chị em học hành trình K6 mình được giống như kiểu quay về nhà. Các hành trình của Trí tuệ Việt Nam thì rất là nhiều những cái hoạt động, gần như là không chỉ là mỗi chương trình, mỗi hành trình kiến tạo văn hóa đọc hay là các hành trình khác thì gần như là nó đều có hoạt động bên lề, đều có hoạt động mang tính chất là mình cũng được kết nối với nhau để chuẩn bị cho những hành trình chính. Hành trình này thì góc nhìn của mình nó giống như kiểu một cái khóa gọi là hồi sức chuẩn bị, giống như kiểu là thao trường để cho những cái hành trình mới cam go hơn. Thì hôm nay thì đến với cái buổi ngày hôm nay thì mình, tại vì thời gian không có nhiều, cho nên là mình có một cái hình tượng về trái tim Phổ Hiền. Ở đây cả nhà có biết đến Bồ Tát Phổ Hiền không ạ? Phổ tức là phổ khắp, Hiền tức là trí tuệ đó, là từ bi ấy. Thì Bồ Tát Phổ Hiền có một cái hạnh nguyện là lan tỏa những điều tốt đẹp cho lan tỏa tất cả những gọi là lời của Đức Phật đến với nhân gian. Thì mình xin phép được đọc một cái đoạn như thế này cho cả nhà để chúng ta thấy rằng là một trong những cái sứ mệnh của mình, sứ mệnh của mình trong hành trình cuộc đời của mình đấy chính là ngoài cái việc mình đào luyện bản thân thì mình giúp ích được cái điều gì đó cho những người khác. Đây là một bài quán lạy
Đức Bồ Bồ Tát Phổ Hiền của Làng Mai. Thì mình thấy rằng là khi đọc cái bản này thì nó rất là phù hợp với hoàn cảnh ngày hôm nay. Lạy Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học hạnh nguyện của Bồ Tát biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Chúng con biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập thì tự thân chúng con có thể là một nguồn an lạc bất tuyệt cho những người thân yêu của chúng con và cho cả muôn loài. Chúng ta cùng nghe cái bài hát này, một bài hát cũng rất là hay. Con xin học theo hạnh nguyện của Bồ Tát, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho giúp người bớt khổ. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Chúng con biết mỗi lời nói, cái nhìn, môi cử chỉ và môi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Chúng con biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập thì tự thân chúng con có thể là một nguồn an lạc bất tuyệt cho những người thân yêu của chúng con và cho cả muôn đó. Một đoạn ngắn như vậy thì cũng xin chúc cho tất cả anh chị em ban phụng sự vô điều kiện, lấy giúp người là giúp mình, và xin học theo hạnh nguyện biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Xin chúc cho anh chị em ban phụng sự sẽ buổi sáng thì dâng niềm vui cho người, buổi chiều thì giúp người bớt khổ. Chúc anh chị em là lấy chính hạnh phúc của mình và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự đó, và chúc cho tất cả anh chị em biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều là đem lại hạnh phúc cho người, và chắc chắn một điều là phải siêng năng tu tập thì tự thân chúng ta sẽ là một nguồn an lạc bất tuyệt cho những người khác, cho những người xung quanh. Mình có vững vàng, mình có điềm tĩnh, mình có một cái sự gọi là bình thản trước mọi hoàn cảnh thì chúng ta mới là cái chỗ dựa tinh thần cho những người khác, cho gia đình, cho những người xung quanh. Thì tại vì thời gian không nhiều nên là mình chỉ lấy cốt lõi của cái bài kinh, một cái bài rất là hay của Làng Mai, do sư ông Nhất Hạnh có viết ra, thì cũng gửi gắm tới cả nhà, và chúc cho anh chị em sẽ lấy một chút nào đó cái tinh thần, một vài câu nào đó ở đây nó sẽ là cái kim chỉ nam trên hành trình phụng sự của chúng ta. Và sắp tới hành trình K7 cũng chuẩn bị dục dịch đến những cái ngày khai giảng, tầm chắc tầm hơn một tầm một loanh quanh khoảng tầm một ít thời gian nữa thôi, tầm gần một tháng nữa đúng không ạ, là chuẩn bị cho hành trình K6 à K7 rồi. Thì cũng và hành trình K7 thì vào dịp hè nên có thể là số lượng các thầy cô đăng ký cũng đông, thì cũng sẽ rất là mong cả nhà là đào luyện bản thân, và nếu như đủ duyên mình cùng đồng hành tiếp với hành trình K7 đó, để chúng ta cùng gọi là người đi trước thắp đuốc người đi sau.
cùng mình đã nhận được giá trị rồi thì mình cũng sẽ phụng sự, cũng sẽ tiếp tiếp nối, cũng sẽ trao truyền những cái gì mà mình đã có được cho những người khác. Đó, và mình xin lấy kết của cái bài thơ mẹ vậy, của thầy Viên Minh. Đó là: mẹ dạy con làm viên đá nhỏ, sống ẩn mình giữa đám rêu phai. Nếu một mai có người cần đến, nguyện lót đường đưa khách vãng lai. Đó, tất cả những anh chị em ở hành trình K7 sắp tới cũng sẽ là những người vãng lai đầu tiên với mình. Nhưng biết đâu đó cũng sẽ trở thành những người đồng đội sau này cùng mình trên con đường đào luyện bản thân. Rồi, mình xin phép kết thúc và chúc cho cả nhà sẽ có một cái hành trình đào luyện bản thân cùng với hành trình ban phụng sự ba gốc K2 chuyển hóa và lan tỏa. Mình xin phép kết thúc ạ. Dạ, em xin cảm ơn Thủ lĩnh Quang Minh ạ về cái chia sẻ rất là ý nghĩa, và đặc biệt là ấn tượng của cái câu là nguyện đem hạnh phúc của mình làm hạnh phúc của người, đúng không ạ? Sáng thì chúng ta đem hạnh phúc cho người, còn tối thì sẽ giúp người bớt khổ. Nhưng mà để làm được điều đó thì chính bản thân chúng ta phải là những người vững chãi, luôn bố chính nội lực của mình. Thì rất là cảm ơn Thủ lĩnh Quang Minh ạ. Và trên ô chat em thấy rất là nhiều những trái tim rồi những bông hoa đã gửi tặng cho Thủ lĩnh. Thì em xin mời Ban Phương Pháp Huyền Sâu ạ. Dạ. Sẽ có những tiếp lời ạ. Lại vẫn tiếp lời đấy. Thì đấy, tất cả những gì thủ lĩnh nói đúng không ạ, cũng như những cái bật mí em bật mí cái lúc đầu thì nó ngắn gọn như vậy thôi, chủ yếu là mọi người nghe, và sau đấy thì nếu như nghe một lần chưa hiểu hoặc là chưa 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 nhớ thì mong rằng mọi người sẽ xem lại cái record này và nghe đi nghe lại để những cái lời mà thủ lĩnh nói rất là ngắn gọn này ạ, chỉ trong khoảng hơn 5 phút một chút thôi, nhưng mà nó cực kỳ, nó truyền tải được hết tất cả các thông điệp và những cái mà mình cần hoàn thành, không những ở vai trò mà người phụng sự đúng không ạ, người phụng sự trong hành trình đâu, mà còn là người phụng sự trong cái cuộc sống, trong cái đời sống hàng ngày của mình, đôi khi chỉ là phụng sự chính mình, chính bản thân mình thôi, chưa phải phụng sự ai đâu ạ. Phụng sự mình mà nó tốt rồi thì tức khắc sẽ phụng sự được sang những cái hành trình khác, em mới phụng sự được cho người khác. Đấy, thì những cái thông điệp ấy rất là hay, và cái bài hát ấy ạ rất là hay. Thì ở đây thủ lĩnh Đỗ Quang Minh cũng đã đánh trên chat thì nhà mình có thể copy và ghi chép vào trong sổ của mình ạ, và cũng có luôn cả cái đường link rồi, chúng ta cũng có thể nghe hàng ngày, coi như là được tưới tẩm đúng không ạ, tưới tẩm rồi vun bồi cái tâm tâm thức của bản thân mình những ngày ạ. Vâng, và không biết là thủ lĩnh Đỗ Quang Minh thì có thể ở trong Zoom được đến hết chương trình không hay như thế nào thì em cũng xin hỏi luôn, để chúng ta sẽ chụp với nhau một kiểu ảnh đầu giờ trước nhá. Đang đầy đủ đúng không ạ, đang khí thế thì chúng ta sẽ vào tư thế truyền thống nhá, sau đấy thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình, vì chương trình ngày hôm nay thì cũng có khá nhiều nội dung và các nội dung nào cũng sẽ quan trọng ạ. Diễm vào tư thế thì chụp cho mọi người, vào tư thế thì em chụp cho ạ. Đây mình có 3 trang, cả nhà sẽ bật lên nha. Em chụp trang đầu tiên, đến trang thứ hai ạ, không biết ai ở trang nào đâu, cả nhà mình cố gắng bật hết camera ra vì hôm nay nó là buổi hội quân. Được đến trang thứ ba nha. Cảm ơn mọi người, em đã chụp xong ạ. Mọi người có thể bỏ tay xuống và xin nhường lại mic cho MC Diễm Đặng của chúng ta sẽ được phối tiếp cái chương trình tiếp theo. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Huyền, và theo timeline tiếp theo của chương trình chúng ta thì sẽ là phần chia sẻ về hành trình đào luyện ban phụng sự ca ba gốc K2 và phần hỏi đáp ạ. Phần này thì sẽ là vẫn là Ban Tâm Pháp chị Huyền Sâu và anh Từ Tâm Mạnh và các thành viên tham gia của chúng ta.
Không biết là em không biết là mời anh Mạnh trước hay là chị Huyền sâu trước ạ? Về về phần này ạ. Ừ, chị lên trước đi, vẫn quen là chị lên trước tiên phong cả nhà. Vẫn được mệnh danh cô gái mở đường, còn dọn đường thì là chàng trai từ tâm Mạnh ạ. À? Đây, sau đây thì sẽ xin xem màn hình nhé, một chút ạ. Không biết cả nhà mình đã nhìn rõ chưa ạ? Cả nhà có thể đánh trên khung chat nhé. Cả nhà đã nhìn rõ timeline chưa? À, nhìn rõ các slide chưa? Đấy thì trước hết. Vâng. Wow. Mất đâu rồi. Cả nhà đợi chút nữa. Đây ạ. À. Thì trước hết mỗi hành trình hay mỗi khi làm gì thì chúng ta cũng phải có cái mục đích, hay gọi chung chúng ta đã tham gia hành trình kiến tạo rồi thì chúng ta được biết đến năm pháp đào luyện, năm pháp thì ở đây thì tôi xin trình bày qua cái năm pháp đào luyện bằng sự ba góc K2 để cho cả nhà mình sẽ có một cái góc nhìn nó dễ hiểu hơn ạ. À, về năm pháp đào luyện bằng sự ba góc K2 thì với cái định pháp đó là kết nối ban tổ chức với ban vụ sự, kết nối các ban vụ sự với nhau thành một khối đoàn kết. À, để khơi nguồn thì là duy trì hành trình học tập suốt đời, phụng sự vô điều kiện, lấy giúp người là giúp mình, và để thắp đuốc cái tinh thần huyền không, đào tạo các kỹ năng cần có của ban vụ sự ba gốc. Về khởi nghĩa thì là hành trình đào luyện ban vụ sự ba gốc K2, phương pháp là ba lời thề từ tâm, văn hóa lắng nghe, văn hóa bốn kỹ. Hành pháp thì sẽ dành cho các đối tượng là tất cả các học viên đã hoàn thành hành trình kiến tạo văn hóa đọc, hành trình văn hóa đọc vùng cao. Ở đây nhấn mạnh là hoàn thành nhá. Các hoạt động thì gồm có rèn năng lực lắng nghe và hiểu thương sâu, tinh thần người đi trước thắp đuốc người đi sau, và tinh thần huyền không hiểu rõ và sâu hơn về mã gen 0955613345, đó là cái mã gen của trí tuệ Việt Nam ạ. À, truyền thông thì sẽ là tuyển sinh và đào luyện ban phụ sự ba gốc K2. Hộ pháp thì chấp nhận vô điều kiện. Thời gian là sẽ từ ngày 7 tháng 5 đến 2023 cho đến ngày 27 tháng 8 năm 2023, và đào luyện qua hình thức đó là Zoom online và có cả offline nữa. Tâm pháp thì sẽ là thực hiện văn hóa lắng nghe trọn vẹn, khuyến khích viết content, chia sẻ cảm nhận bằng thơ, vẻ, hịch, viết lời bài hát trong hành trình đào luyện ban phụng sự ba gốc K2, khuyến khích cá nhân đăng bài chia sẻ lên Zalo, Facebook cá nhân và nhóm cộng đồng kiến tạo văn hóa đọc ba gốc ạ. Đấy là cái nhóm chung của chúng ta biết đúng không ạ? À, tiếp theo ạ, cả nhà mình có theo kịp không ạ? Nhà mình cứ đánh trên khung chat nhé, và có cái thắc mắc hay là có cái gì đó mà chưa hiểu thì cả nhà mình cùng nhau kiến giải. Và mục đích của hành trình này đây thì em sơ đồ hóa lại ở trên cái slide này để cả nhà dễ dễ hình dung hơn đúng không ạ, và mọi người cũng đã được biết nó khi mà tham gia đăng ký vào cái link rồi đúng không ạ, cái link tham gia rồi ạ. Đây, kết nối khơi nguồn và khởi nghĩa đấy chính là cũng là mục tiêu của hành trình luôn. Và tiếp theo ạ, cái nội dung đào luyện ban phụng sự ba gốc K2 thì cả nhà mình cũng đã được làm quen khi mà tham gia đăng ký ạ. Đây, với ba cái nội dung cốt lõi ở trong cái thời gian đào luyện ạ. Phần nào mà có thể đi lướt được thì em sẽ lướt nhé. Và cái nội dung đào luyện bài tập hàng ngày đó là đọc sách buổi sáng thì sẽ khuyến khích tham gia ạ. Thời khóa biểu thì chúng ta sẽ làm theo OKR hoặc là viết mình gạch ra 3 đến 5 việc hàng ngày, những cái thời khóa biểu trong cái sổ của mình ạ, hoặc là viết một tiêu điểm muốn làm trong ngày ạ. Sẽ có 3 cái cấp độ như vậy ạ. Thứ ba đó là chia sẻ quả xanh vàng đỏ.
đây em có nốt ít nhất một quả, thì cái chỗ này này thì có thể mọi người ai mà thắc mắc thì em sẽ kiến giải thêm nha. Ừ. Tiếp theo đó là có cái phần rèn thân, nghĩa là mình rèn thân với cái hình thức là miễn là cứ toát mồ hôi cũng được, nếu như ta không vi phạm kỷ luật nhá, thì mình sẽ có một cái phần rèn thân ạ. Thì thích hình thức nào cũng được, miễn là mình phải toát mồ hôi. Cái thứ năm đó là mình sẽ chia sẻ một thông điệp tích cực bằng cách là một câu nói, một video hoặc một hình ảnh hoặc một cái bài viết nào đó ạ, mình gửi cho người thân bạn bè hay là trong xóm trên Facebook, nghĩa là bằng bất kể hình thức nào đó mà chúng ta cảm thấy thoải mái chúng ta làm, và cái này là hoàn toàn là từ tâm ạ. Tiếp theo thì về cái lộ trình đào luyện ban sự ba gốc K2, thì cái lịch đào luyện là như này, sẽ là thứ tư, thứ sáu, chủ nhật, và khung giờ là sẽ là từ 20 giờ đến 22 giờ 30 phút ạ. Hình thức là Zoom online. Và trong cái hành trình đào luyện này thì sẽ có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ ngày 7 tháng 5 đến 2023 đến ngày 14 tháng 5 2023, đó chính là cái gồm có những nội dung là tuyển sinh, hội quân, chia xóm, yêu thương và ổn định. Đấy. Dụ ngày 7 tháng 5 chính là cái ngày tuyển sinh ạ. Ngày hội quân hôm nay là 10 tháng 5 ạ. Chia xóm sẽ là ngày mai ạ. Ngày mai là kết thúc link đăng ký sẽ là chia ạ. Và sẽ có cái buổi hiểu thương sẽ vào thứ sáu là ngày kia. Và sau đấy chúng ta sẽ có ngày thứ bảy và chủ nhật để ổn định. Sau đấy chúng ta sẽ bước vào giai đoạn 2. Đó là từ ngày 15 tháng 5 2023 đến ngày 11 tháng 6 2023. Đây là cái thời gian chúng ta đào luyện, nghĩa là học và thực hành ạ. Và thời gian này chính là cái thời gian mà chúng ta sẽ làm bài tập hàng ngày và có những cái buổi chia sẻ đào tạo các cái kiến thức cũng như các cái kỹ năng cho một người phụng sự ba gốc. Đấy là sẽ là diễn ra trong 4 tuần ạ, trong 4 tuần. Đây, từ thứ hai là bắt đầu từ ngày 15 đấy ạ, cho đến ngày 16 tháng 11 tháng 6. Sau đó chúng ta sẽ bước vào giai đoạn 3. Giai đoạn 3 là từ ngày 12 tháng 6 năm 2023 cho đến 20 tháng 8 2023, và sẽ chia thành hai đối tượng, vì thực ra chúng ta đăng ký chúng ta đã biết hai đối tượng ạ. Đào luyện bản thân, ứng nghĩa là chúng ta sẽ đưa tất cả những gì chúng ta học ấy ạ, ứng dụng trong đời sống công việc, tóm lại là như thế. Và một nhóm đối tượng đó là phụng sự hành trình kiến tạo văn hóa đọc K7, nghĩa là chúng ta tất cả những gì chúng ta được đào luyện thực hành đấy, học và thực hành đấy, chúng ta sẽ thực hành trong hành trình kiến tạo văn hóa đọc K7. Ở đây thì mọi người cũng có thể thấy một cái hành trình như thế này thì cũng đã phần nào biết rằng cái ngày bế giảng là bắt đầu từ bao giờ và khai giảng thì nó áng là khoảng nào, đúng không ạ? Đấy. Giai đoạn thứ tư đó là từ 21 tháng 8 2023 cho đến 27 tháng 8 2023 là đóng gói và Kaizen. Đấy. Và cái ngày 27 tháng 8 2023 này sẽ có một cái buổi gọi là gặp gỡ và tri ân sau đào luyện. Đấy. Thì để đỡ mất thời gian thì em kiến giải luôn nhé. Đó là cái thời kỳ mà từ cái giai đoạn 3 ấy, ngày 12 tháng 6 2023 đến 20 tháng 8 2023 ấy, là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ kết thúc cái giai đoạn mà đào luyện và học với nhau trong 4 tuần. Sau đó ngay mà tham gia phụng sự thì tiếp tục vào cái hành trình phụng sự kiến tạo văn hóa K7. Mà ai dừng dừng ở đây có thể là cái nguồn lực thời gian chưa đủ, hoặc là cái năng lực chưa đủ, hoặc là chưa tự tin vì một vấn đề nào đấy, năng lực có, thời gian có nhưng mà lại bị vấn đề tâm lý chẳng hạn. Đấy. Cũng óc một cái chút gì đấy mà hay có những bất nhí thì có thể là mình sẽ đào luyện tự ứng dụng trong cái đời sống cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có người thì sẽ tham gia các khoa học mới, đúng không ạ? Đấy, có người thì hãy ngưng lại và những cái gì mình học được ấy mình sẽ ứng dụng, mình thực hành. Đấy. Hoặc cũng có một cái cách vẫn đồng hành cùng hành trình bằng cách là theo dõi truyền thông, follow, và có những cái truyền thông gì đấy thì chúng ta cũng có thể tri ân, hoặc có thể đào luyện bằng cách là ví dụ có những các cái chiến dịch gì đấy mình cũng có thể tham gia, ví dụ như chiến dịch cốc xanh đọc sách của hành trình kiến tạo chẳng hạn, mình không tham gia nhưng mình cũng có thể biết đợt đấy nó cái chiến dịch đấy thì mình cũng có thể đăng bài, là đấy chính là cái ứng dụng trong đời sống của chúng ta đấy ạ. Còn giai đoạn 4 là từ 21 tháng 8 đến 27 tháng 8, nghĩa là
Ngày 20 tháng 8 là ngày bế giảng của kiến tạo K7. Và ngày 21 là cái tuần mà sau khi mà kết thúc ấy, thì sẽ có một tuần để đóng gói lại những gì chúng ta đã làm và Kaizen. Và sau một tuần ạ, thì chúng ta tất cả các bạn dù là không, dù là chỉ là đào luyện bản thân hay là phụ sự cho hành trình kiến tạo văn hóa đọc K7, thì chúng ta sẽ nhớ rằng sẽ có một buổi ngày 27 tháng 8 này chúng ta sẽ gặp gỡ và có tri ân sau đào luyện nhé. Và lúc này đến cái ngày 27 tháng 8 này thì ai hoàn thành những cái trong cái luật chơi của hành trình đào luyện ban sự ban gốc K2 thì cái ngày này mới là cái ngày nhận giấy chứng nhận hoàn thành nhé cả nhà nhá. Đấy, rất là dài đấy ạ, rất là dài. Đấy thì ai đạt hay ai không đạt thì cái ngày này em mong rằng cả nhà sẽ nhớ ngày 27/8 này là cái ngày mà chúng ta sẽ gặp lại gỡ nhau, cũng như một cái buổi như là sau một thời gian đào luyện chúng ta tổng kết lại chúng ta có gì ấy. Thì cũng như cái buổi hội quân ngày hôm nay là cái buổi gặp gỡ đầu tiên, có người đã đăng ký rồi, có người chưa đăng ký, nhưng chúng ta vẫn cũng ở trong Zoom để theo dõi, đúng không ạ? Cảm thấy phù hợp chúng ta bắt đầu đăng ký thì còn một ngày nữa cơ. Hoặc là ai mà nhỡ đăng ký rồi sau khi mà nghe triển khai thì thấy cảm thấy nó bị ngợp quá thì cũng có thể phản hồi nhé cả nhà nhá. Vẫn còn một ngày để chúng ta thay đổi quyết định ạ. Và tiếp theo ạ, thì hành trình kiến tạo văn hóa đọc, cái này thì chắc là cả nhà đều biết rồi không, là chương trình tiên phong kiến tạo môi trường tự học tự rèn cho học viên thông qua ba báu vật sách tinh hoa, nhóm bạn cùng tiến, thầy hiền trí và xuyên suốt chính là chín bước tự học tự rèn, là chương trình truyền cảm hứng về tâm thiện, sự cống hiến, phụ sự cộng đồng cho mọi người, phụ sự vô điều kiện, và là chương trình quy mô rộng lớn. Đây em chỉ nhắc lại một chút thôi, vì chúng ta tham gia hành trình thì chúng ta cũng phải nhớ lại mình xuất phát từ đâu, đúng không ạ? Và cái hành trình mình đào luyện là như thế nào. Thì cả nhà chắc những ai là người cũ thì biết là cái phụ sự viên là cái người như thế nào. Thì em cũng xin chia sẻ cái đó để mọi người có cái khái niệm về phụ sự viên. Phụ sự viên là người phụ sự trong nhà học viên, là người ban đầu kết nối học viên trong nhà, là người truyền tải những thông điệp cốt lõi của hành trình tới gần hơn với học viên, và là người đồng hành, hỗ trợ, nâng đỡ, thắp đuốc, soi sáng, hiểu và thương học viên. Đây là cái vai trò cốt yếu, cốt lõi của mỗi người phụ sự viên. Thì ở đây em có một cái, mình là hành trình ba gốc, thì em cũng có một cái này thì để mọi người sẽ đúc rút trong hành trình nhé. Đấy, cái slide này em sẽ bỏ qua, nghĩa là cái slide mà phụ sự viên ba gốc ấy ạ. Đấy, mong rằng đây là một bài tập cả nhà có thể nốt ở trên khung chat hoặc là trong sổ của mình. Đấy, đó là phụ sự viên ba gốc thì là người như thế nào. Đấy, mong rằng mọi người sẽ có một cái câu trả lời nhé. Em sẽ bỏ qua cái slide để xem là cái hành trình của mình nó khác nào. Nghĩa là ban phụ sự viên là đấy là với khi mà tham gia hành trình, còn với đối tượng mà mình tham gia đào luyện bản thân thôi thì gọi chung trong cái hành trình này là phụ sự viên ba gốc đấy ạ. Đấy, chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ học đào luyện cùng nhau để tự mình sẽ có những khái niệm mà chúng ta có thể tự đưa ra là người phụ sự viên ba gốc là người như thế nào ạ. Và trong hành trình thì chúng ta cần có cái quy ước với nhau. Thì quy ước của cái hành trình đào luyện ban sự ba gốc K2 thì như thế này, cũng tương tự như K1 ạ. Đó là khi vào Zoom và nộp bài tập thì sẽ sử dụng mã phụ sự viên ạ. Mã phụ sự viên sẽ theo cái cấu trúc là ban phụ sự xóm, số thứ tự và tên. Thì cái này sẽ được cung cấp vào buổi hiểu và thương tối thứ 6 ạ. Và sinh hoạt trong Zoom nhỏ thì chúng ta sẽ áp dụng theo 5 vai trò, 5 người ạ. Ai là học viên của kiến tạo văn hóa đọc K6 thì được làm quen với điều này rồi. Nhưng ai mà là học viên của K5, K4, K3, K2 thì đôi khi cái này nó sẽ phải cập nhật. Chúng ta vẫn sử dụng nhưng mà chúng ta không được nhắc nhớ nhiều. Vì K6 vừa rồi mới bắt đầu nhắc lại, và ở K1 thì được làm rõ hơn ạ. Đó là người tổ chức, nghĩa là người điều phối buổi sinh hoạt. Người tỉnh thức là người làm timekeeper. Người đúc kết là người làm thư ký. Người quan sát là người chụp ảnh. Người phân tích là người tham vấn và kaizen. Thứ ba, quy ước thứ ba là trước khi đọc sách thì chúng ta sẽ thực hiện thiền sách. Thứ tư là luôn thực hiện văn hóa 4S.
và thuộc ba lời thề từ tâm ạ, ba lời thề từ tâm của chiến binh cách mạng Văn Hóa Đọc nha cả nhà nha. Thứ năm là khuyến khích giờ đọc thiêng liêng và đọc sách theo 9 bước tự học tự rèn, khuyến khích cả nhà nha. Thời gian tham gia hành trình ạ sẽ là từ 20 giờ cho đến 22 giờ 30 phút thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Và cái cuốn sách chúng ta sử dụng đó là Thuật Xử Thế Của Người Xưa của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần ạ. Thứ tám đó là chúng ta sẽ để ảnh đại diện rõ mặt ở Zalo và Facebook. Đây là một yêu cầu nha cả nhà nhá. Và ca này sẽ làm rõ hơn ạ. Và có thể nói là mạnh mẽ quyết liệt hơn ạ. Và nó có lý do tại sao mình phải để cái ảnh đại diện ạ. Và ngay Kaizen, ban tổ chức Kaizen luôn, đó là khi đăng ký chúng ta phải có cái ảnh đại diện luôn. Thì sau này chúng ta sẽ biết lý do tại sao phải để ạ. Cái thứ 9 đó là bài tập hàng ngày ạ. Sẽ làm bài tập hàng ngày là từ thứ 2 đến thứ 6 và cũng được đăng từ 20 giờ chủ nhật cho cả tuần. Cả tuần. Mong rằng là từ thứ 7 chủ nhật chúng ta cũng thông xong một chút. Đúng không ạ? Đấy, quy ước về hành trình. Tiếp theo chúng ta sẽ có, trong hành trình thì sẽ có zoom nhỏ. Và cái mà để chúng ta thu được khác với những cái hành trình hiện tại chúng ta đang chạy ở trong kiến tạo ấy ạ, ở trong dự tuyển Việt Nam ấy, đó là sẽ có cái zoom nhỏ ở mỗi buổi đào tạo. Chứ còn kiến thức thì zoom nào cũng có rồi đúng không ạ? Và cái phần kiến thức thì chỉ chia sẻ cấu trúc độ khoảng từ 45 phút cho đến 1 tiếng thôi ạ. Sẽ tùy vào nội dung từng bài và chúng ta sẽ đẩy mạnh, sẽ có một cái zoom nhỏ là sẽ luôn luôn duy trì trong hành trình. Thì cái quy ước đó là khi vào zoom thì sẽ sử dụng mã ban hội sự. Đây thì vẫn là theo cái quy ước từ trước đúng không ạ? Ban hội sự này, số thứ tự này, tên này. Cái thứ hai là sinh hoạt trong zoom nhỏ thì chúng ta sẽ phân chia theo cái hình thức mà 5 người đấy ạ, tổ chức này, tỉnh thức này, đúc kết, quan sát, phân tích. Thứ ba đó là chúng ta sẽ luôn thực hiện văn hóa 4S và 3 lời thề từ tâm. Thứ tư là chúng ta sẽ cử người đại diện ra nhận cái quyền record trước khi chúng ta vào zoom nhỏ ạ. Để chúng ta có thể record lại cái khi chúng ta trong zoom nhỏ đấy thì có thể trao đổi để các xóm khác cũng được học hỏi và có những góc nhìn thêm. Thì cái vai trò các thành viên trong buổi zoom thực hành sinh hoạt thì nó có cái nhiệm vụ rồi mô tả hoạt động rèn cho mình phụ trách. Thì ai là học viên của K6 ấy, thì cũng được tìm hiểu như cái này rồi, nhưng mà nó chỉ thoáng qua đúng không ạ? Nhưng ở hành trình đào luyện ban sự ba gốc thì sẽ được thực hiện nó hàng ngày luôn ạ. Hàng ngày ở trong Zoom. Nhất tuần chúng ta có 3 buổi Zoom thì Zoom nào chúng ta cũng sẽ sử dụng cái này. Sẽ sử dụng cái vai trò này. Và mọi người sẽ đào luyện theo cái hình thức như thế này. Thì tất cả các thành viên này luôn sẵn sàng mở lòng, lắng nghe, chia sẻ với nhau, luôn chân thành, tích cực, góp ý, xây dựng cho đồng đội và xóm. Thì cái hoạt động này sẽ rèn cho bản thân mình cái thói quen ba gốc. Người tổ chức thì sẽ là, hoạt động đó sẽ là nghiên cứu, bóc tách nội dung, làm MC, chia sẻ nội dung và điều phối. Rèn cho mình cái kỹ năng phân tích, nắm bắt nội dung, lên ý tưởng công việc, thuyết trình tổ chức. Thì trong cái hành trình này thì có thể thấy rằng là em là người phụ trách ạ. Người tỉnh thức là người đảm bảo thời gian, không gian chia sẻ hài hòa, sâu sắc, tránh lan man, cụt mút. Thì sẽ rèn cho mình kỹ năng quan sát, tập trung, chính xác và giữ chánh niệm khi làm việc. Trong hành trình này thì hiện tại có ban tổ chức Từ Tâm Mạnh. Người đúc kết, ghi chép, tổng hợp ý kiến, chia sẻ của các thành viên, rồi tổng hợp, lưu trữ, gửi lên nhóm để mọi người cùng nắm bắt. Thì sẽ rèn cho mình cái kỹ năng quan sát, tập trung, chính xác và giữ chánh niệm khi làm việc. Đây rèn kỹ năng lắng nghe, tổng hợp quy chính, từ khóa và đúc kết vấn đề. Thì hiện tại thì có bạn Diễm Đặng đúc kết và có thêm bạn Hoa Minh nữa. Người quan sát thì chụp ảnh và ghi lại những khoảnh khắc giá trị đáng nhớ, rèn cho mình kỹ năng quan sát, nắm bắt thời điểm, khoảnh khắc, sự tinh tế, nhạy bén. Hiện tại thì có truyền thông Kỷ Thủy mình. Người phân tích thì sẽ là đồng hành, chia sẻ, giải thích, hỗ trợ xóm vận hành. Sẽ rèn cho mình yêu thương, nâng đỡ, thắp đuốc trí tuệ. Hiện tại là sẽ có 3 người ạ. Là em, bạn Từ Tâm Mạnh và Diễn Đặng Úc Kết sẽ phụ trách phần này. Thế thì
khi mà chúng ta phân chia cái vai trò này thì chúng ta cũng rõ hơn là cái vai trò của mình. Tất nhiên là vai trò gọi là gọi tên vậy thôi, nhưng đôi khi ạ vẫn âm thầm bọc lót cho nhau ở các cái vai trò khác, cái nhiệm vụ khác. Thì đây là chỉ cái sơ một chút như thế này để gợi ý cho cả nhà mình có thể dễ hình dung hơn ạ. Chứ còn từ tâm mạnh gọi là người tỉnh thức này thôi, nhưng mà thực ra là cái vai trò thực sự đằng sau là nó to lớn lắm cả nhà, có thể gọi là trụ cột của gia đình văn hóa đọc ạ, kiến tạo văn hóa đọc. Và mình sẽ lưu ý ạ, tất cả các vị trí đều được luân phiên thay đổi trong xóm theo từng buổi để mọi người cùng được làm, chia sẻ công việc cùng nhau. Mỗi cá nhân và xóm sẽ có tự giới luật. Em quay lại cái slide này, đôi khi mọi người sẽ thấy à, cái người hay nói hay chia sẻ thì thường cái giai đoạn đầu chúng ta nên tiên phong ạ. Mình sẽ sử dụng cái ưu điểm của mình ấy, vì các bạn khác chưa, kiểu như còn còn rát này, hay còn có những cái chưa phá vỡ rào cản bản thân, thì cái những người mà có thế mạnh thì chúng ta sẽ nhận cái tùy vào khả năng năng lực của mình, cái thế mạnh của mình mà nhận năm cái vai trò này. Nhưng sau đó mình sẽ luân phiên đổi vai cho nhau, sẽ có cách để nâng đỡ nhau, để hoàn thiện các cái kỹ năng, những cái mà mình còn thiếu, mình cai gen ấy. Đấy. Thì hướng đến ai cũng có thể làm được người tổ chức, và ai cũng thể làm được người tổ chức, ai cũng thể làm người được đúc kết, và ai cũng có thể là người quan sát và người phân tích. Nghĩa là chúng ta sẽ hướng đến là một người phụng sự viên ba gốc, sẽ phải sở hữu được tất cả năm cái thành tố này, năm cái vai trò này. Cả nhà đồng ý không ạ? Đấy, ban tổ chức cũng phải đào luyện, cũng phải tăng cái kỹ năng này lên. Và đấy là cái phần mà em xin chia sẻ. Thì không biết là cả nhà mình có ai có thắc mắc hay là muốn hỏi gì không thì mình có thể đánh trên khung chat ạ. Đánh trên khung chat. Thì em có thể chia sẻ thêm. Chia sẻ gì đây? Không hiểu phần nào thì hoặc là cần làm rõ hơn thì cả nhà mình cứ kiến giải nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được trải nghiệm sơ qua cái quá trình, cái lộ trình trong một buổi Zoom là như thế nào. Mình mong rằng là cả nhà mình sẽ cố gắng tham gia cho đến đủ là 22 giờ 30 phút nhé. Ban tổ chức cũng cố gắng sẽ kết thúc đúng giờ ạ. Thì chúng ta tham gia một cái buổi này thì chúng ta sẽ hình dung là cấu trúc của một cái buổi và đào luyện ban sự ba gốc nó sẽ phải có từng bước như vậy, từng bước như vậy. Đấy, thì để trong lúc mọi người gọi như là hồi vừa nãy cũng khá nhiều thông tin đúng không ạ? Cả nhà có bị ngờ không? Cả nhà lên tiếng cho em cái nào, còn tỉnh hay là ngất rồi hay làm sao để em biết được, còn phổ biến luật chơi chứ, không đến luật chơi nữa là thôi ngất luôn, đâm sàng luôn ạ. Cả nhà thì đánh trên khung chat được không ạ? Phản hồi là đang giai đoạn như nào, tâm trạng ra sao được không ạ? Thấy mọi người cười thì không biết là cười là vui hay là cười như thế nào. À còn tỉnh đúng không ạ? Thu từ nhà 23. Chưa ngất đúng không ạ? Dạ con thở. Thế là tốt rồi cả nhà. Không sợ em thao thao bất tuyệt một hồi vì chạy deadline là ngất buồn cười. Thế là được rồi cả nhà. Ngất vẫn đang thở. À hơi lo lắng. Không biết mình có theo được không ạ? Cả nhà yên tâm nhá. Theo được. Hành trình 8-9 tuần của kiến tạo văn hóa đọc chưa biết gì đúng không ạ? Với bao nhiêu rào cản, bao nhiêu các cái hình thức mà chúng ta còn vượt qua được, thì cái này không là cái gì đâu ạ. Dễ như ăn kẹo cả nhà. Chỉ cần chúng ta quan sát ạ. Quan sát. Cứ quan sát và quan sát tỉnh thức. Đấy, chỉ có mỗi hai cái keyword đấy thôi cả nhà. Không mất được đâu cả nhà. Mà tự nhiên lại có thêm nhiều cái năng lực đấy ạ. Em chia sẻ luôn. May quá. Cà phê uống hồi chiều vẫn còn tác dụng. Dễ như ăn kẹo. Thật dễ như ăn kẹo thật cả nhà. Và em cũng bật mí luôn. Tất cả mọi người mà cứ đưa cái câu hỏi mà mình bật ra được cái câu hỏi trong đầu mình ấy, thì mình sẽ là người trả lời tốt nhất ạ. Và cái câu trả lời sẽ là sâu sắc nhất. Đấy. Nếu cả nhà tỉnh rồi, nếu cả nhà sẵn sàng đến với cái phần chia đến cái phần luật chơi của hành trình chưa ạ? Hành trình nào cũng phải có luật chơi đúng không ạ? Phải quy ước, quy định, cũng phải có luật chơi. Chứ không có luật chơi nó mất vui, đúng không cả nhà? Quan trọng là nó vui hay không là cái tâm thế này. Đấy. Ví dụ mình nghĩ bị phạt thì nó rất là nặng nề, nhưng mà nghĩ nó là cuộc chơi, vui hết nấc luôn. Đấy.
À, nay thì lại không có bom mìn, thế nên mới bảo là nó là rất là vui và hành trình sẽ luôn kaizen, sẽ chả có cái hành trình nào giống hành trình nào đâu cả nhỉ. Quyển sách là đã thay đổi rồi đúng không ạ? À, đây Tiến Ngô này, cho em hỏi là khóa đào tạo này có đọc sách và làm bài tập như hành trình kiến tạo vật văn hóa đọc không? Có đấy, nhưng mà hình thức là nói chung nó dễ hơn, chị nghĩ là nó dễ hơn kiến tạo đấy, nó dễ hơn và nó thú vị hơn. Cái thú vị là có thật nhé cả nhà nhé, thú vị là có thật ạ, và cái lợi lạc sau khi hành trình là được thực chứng luôn đấy ạ, thực chứng. Ban tổ chức không nói sai cái gì, tóm lại về sau tự các anh chị trả lời hết đấy. Ăn kẹo dễ bị sâu răng, kẹo này này, kẹo nó lại làm cho lại nói ngọt ngào hơn, nó lại trơn tru hơn đấy. Kẹo này là kẹo ngọt đấy, giữa lời nói ái ngữ ấy ạ, cái đoạn nào cần ái ngữ, đoạn nào cần ân cần uy để mình có một cái kỹ năng khi mà vào phụng sự các học viên kiến tạo khoa 7, hay là phụng sự bản thân mình, hay phụng sự gia đình mình đấy, hay là ở trong công việc của mình ạ. Đấy. Rồi tỷ thủy là hành trình này không khét như K6 đâu các đồng chí ạ, nhưng mà nó lại có một sự ngấm từ từ cả nhà đấy. Sẽ cũng có lúc sân đấy cả nhà nhá. Em bật mí trước chứ ca trước chả được bật mí cái gì đâu, ban tổ chức còn sân với em chết thôi. Đấy em chia sẻ như vậy. Xem nào, đợt này em bận không tham gia thì đợt tới em tham gia được không? Được ạ. Và các ba dự định là sẽ khả năng sẽ chạy vào tháng 7. Cả nhà yên tâm nhá. Về sau dần dần hành trình này nó sẽ là cái hành trình mà đào luyện song song các hành trình khác. Và khi mà chạy song song vậy thì cái tỷ lệ mà tuyển sinh vào đấy chỉ khoảng 30-40 người thôi. Không nhiều đâu ạ. Ca này có lẽ là hào phóng nhất là cho nhiều hơn. Nên cơ hội mọi người sẽ đào luyện được nhiều. À, xem nào. Lần này không có bom mìn như ca 1 thì mất vui. À, chị ơi, chưa chắc đâu ạ. Ban tổ chức có thể công bố tên đầu sách mình sử dụng trong khóa đào tạo để mọi người chuẩn bị được không? À, thì Tiến Ngô vừa nãy là rơi bút nhá. Đó là quyển sách Thuật Xử Thế Của Người Xưa. Vừa nãy có chia sẻ ở trong một slide rồi đó. Đang quen đào luyện buổi sáng, đúng không ạ? Hành trình này thì học ở trong buổi tối, thế nhưng mà mình vẫn đào luyện buổi sáng bình thường cả nha. Đọc sách là buổi sáng, nghĩa là ở kiến tạo đã kiến tạo cho chúng ta một thói quen dậy buổi sớm. Từ buổi sớm chúng ta sẽ dậy đọc sách như bình thường và làm bài tập vào buổi sáng. Buổi tối thì vì là cái nội dung đào luyện ấy ạ, nguyên buổi sáng nó không đảm bảo được cái nội dung đấy, nó không cho mình được cái kỹ năng khi mình tham gia phụng sự, ví dụ khả năng chia sẻ. Có những bạn là bị sợ khi ở trước ống kính máy quay, hay sợ xuất hiện trước màn hình, hay là nói một mình trong cái nhóm nhỏ thì được, nhưng khi nói ở cái vai trò mà đông người á, nó bị có những cái rào cản mà không gỡ được. Thì cái hành trình này là cái hành trình như vậy, làm cho mình nói trơn miệng hơn ạ. Cái này được thực chứng hết cả nhà, chắc chắn sau hành trình mọi người nói hay hơn, không biết nói gì nhưng nói hay hơn, mà nó không bị vấp, nó trơn. Và cho mình được một cái tâm thế, đó là sai hay đúng gì vẫn bình tĩnh như thường cả nhà. Nó có một cái trạng thái điềm tĩnh nhá. Đấy, nó bớt lăng xăng. À, lúc đó bị băng rung đúng không ạ? Đấy, thì cả nhà mình cứ không không chưa rõ phần nào thì cứ hỏi nhá. Và nghiên cứu thật kỹ vào cả nhà. Đấy, ai ở K6 lợi lạc hơn là cũng được được làm quen trước rồi. Còn ai mà không K6 ấy thì sẽ phải để làm quen nhiều hơn. Thì lần này là đào luyện nhiều hơn ạ. Và cả nhà nhớ tỉnh thức câu chữ nhá. Đôi khi chỉ nhầm một câu chữ thôi là oan gia. Đấy, oan gia. Và sau đây thì xin mời ban tổ chức Từ Tâm Mạnh sẽ lên công bố luật chơi. Chắc chắn cả nhà ai mà thích bom mìn khét là hơi bị thất vọng một chút. Thế nhưng mà nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà không biết nó có nhẹ nhàng hay không cả nhà. Đấy, em chia sẻ này, khi em tham gia hành trình rèn trí sáng suốt thì có bạn chia sẻ rằng ôi vòng tròn định nhị thân này thì thấy chăm sóc một bạn này lúc nào bài tập cũng hoàn thành ấy, bài tập cũng là hoàn thành, và bảo ôi đệ nhị thân như này thì mình nhàn quá, nghĩa là rất là thảnh thơi không phải nhắc nhở gì. Thì em có chia sẻ một câu này, thế thì nhàn thảnh thơi như vậy với cả chật vật thì hình thức nào cho mình bài học nhiều hơn, đúng không ạ? Cho mình được những cái keyword, những bài học, những cái những ứng dụng nhiều hơn. Thì bạn trả lời là chật vật. Thế nên là trong hành trình mà chật vật ấy, khi nào mà chật vật mà cảm thấy nó bị cái tâm mình phản ứng thì hãy nghĩ rằng à, đây là chính là cái bài học mà mình sẽ nhận được, thì cả nhà sẽ
có cái động lực vượt qua. Còn đoạn nào mà nhàn thấy thảnh thơi là phải cảnh giác nhá. Cảnh giác là có khi là đoạn này là lại có vấn đề đấy, không phải tự dưng mà nó thảnh thơi đâu. Và sau đây xin mời ban tổ chức Từ Tấn Mạnh sẽ lên phổ biến luật chơi ạ. Dạ, em chào tất cả các anh chị ạ. Thì các anh chị nhà mình cũng đều đã học qua kiến tạo văn hóa đọc rồi ạ. Thì có anh chị nào mình cảm thấy là bản thân mình càng học thì càng muốn sửa người khác không ạ? Đặc biệt là sửa người thân. Càng học càng muốn sửa người khác, càng học nhiều thì lại càng muốn sửa nhiều, càng thấy người thân mình nó kiểu kiểu gì ấy. Có bạn Ngô Tiến. Dạ, bản thân em Mạnh thì ngày trước cũng vậy. Cũng muốn sửa vợ nhiều lắm, nhưng mà càng càng muốn sửa thì càng lục đục. Nên là mọi thứ nó đều phải nhìn nhận lại, nhìn nhận lại bản thân mình cũng như là cái cách cách mình làm. Thì có một số anh chị cũng học ban thực sự ba gốc K K1, thì biết là K1 thì đọc cuốn Tôi Tự Học, nên là và tại lý do tại sao mà ban phụng sự ba gốc K2 lại đổi sang cuốn Thuật Sử Thế Của Người Xưa thì cũng là một cái điều trăn trở. Thì đó, chúng ta sẽ thấy là mình càng muốn sửa người khác, và khi mà mình chia sẻ mà người đó lại không có làm theo đấy, không có làm theo thì bản thân mình có cái tâm trạng rất là khó chịu và bực mình. Vậy thì mình sẽ phải có một cái tâm thế như thế nào, ứng xử với những trường hợp như vậy ra sao ạ? Chính vì, và cũng cả nhà mình cũng đã đọc cuốn Tôi Tự Học rồi đúng không ạ? Thì cụ cụ Tu Giang Nguyễn Duy Cần cũng có chia sẻ là học để thành công trên con đường xử thế đấy, học để thành công trên con đường xử thế. Thì anh chị nhà mình có ai muốn thành công trên con đường xử thế thì gõ số 1 cho em nhé. Thì đây là cái mục đích mà bản thân ban tổ chức chúng em thì cũng cũng phải gọi là đào luyện bản thân mình, và cái đưa ra cái cuốn Thuật Sử Thế Của Người Xưa thì cũng là một cái để mà chính ban tổ chức cũng đào luyện đấy. Dạ, chính vì vậy mà cái cuốn Thuật Sử Thế Của Người Xưa thì đã được đưa vào ban phụng sự ba gốc K2 thay cho cuốn Tôi Tự Học. K1 thì mới bắt đầu nên là dùng cuốn Tôi Tự Học. Dạ. Và về phần phần bài tập thì nó tương tự với cả cấu trúc của kiến tạo văn hóa đọc K6, thì cũng có 3 mục để chúng ta 3 mục trong bài tập, đó là mục quả xanh, quả vàng và quả đỏ. Quả xanh, quả vàng, quả đỏ tương tự với cả cái kiến tạo văn hóa đọc K6 ạ. Thì về ban phụng sự thì có một điều là chúng ta sẽ không có cái bài tập, không có bài tập nhóm, không có bài tập dành cho bài tập nhà ấy. Thì với mỗi cá nhân thì sẽ có 5 bài tập cá nhân sẽ được công bố vào 20 giờ chủ nhật của tuần trước, và chúng ta sẽ deadline hoặc chúng ta làm là từ thứ hai đến thứ 6, hạn báo cáo là hạn 24 giờ hàng ngày. Và chúng ta cũng có một cái nhật ký tuần để chúng ta cùng nhìn lại một tuần thì chúng ta đã học tập được điều gì, và trong tuần tới thì chúng ta sẽ có cái điều gì cần Kaizen để mà mình phát triển hơn, mình học tập nó hiệu quả hơn. Thì về lịch lịch học thì chị Huyền cũng đã chia sẻ rồi, thì chúng ta có 3 buổi thứ tư, tối thứ tư, thứ sáu và tối chủ nhật ạ.
Dạ. Thì đây là luật chơi của ban phụng sự ba gốc K2. Thì anh chị nhà mình có thể nhìn lướt qua một lượt trước khi em diễn giải thêm nhé. K1 thì toàn mìn đó. toàn bom mìn, nhưng mà sau khi kết thúc K1 thì đã chuyển giao bom mìn cho đội ngũ ban phụng sự, đội ngũ văn hóa đọc chuyển giao để mang bom mìn với cả dây thép gai sang câu lạc bộ thủ lĩnh. Thì kiến tạo sẽ chỉ có hoa quả thôi đấy, hoa quả và mầm. À, thì ở đây thì khác với cả K1 thì K2 này sẽ có 3 mục là để chúng ta cùng rèn luyện. Ba gốc thì nó giống như là cái tên của hành trình này, là đào luyện ban phụng sự ba gốc. Thì với cái gốc trí tuệ thì chúng ta sẽ có các buổi học và bài tập, và có thêm gốc đạo đức là chúng ta sẽ cùng đọc bài của đồng đội, cùng đọc bài của đồng đội để mình có cái góp ý, có cái góp ý và chia sẻ thêm với đồng đội để mà mình cùng nhau tiến bộ mỗi ngày. Về nghị lực thì là chúng ta sẽ duy trì cái việc rèn thân toát mồ hôi. Thì với K2 này thì sẽ không có bắt buộc là chúng ta sẽ phải cố định là thuộc dầu, nhưng mà cái việc rèn thân thì sẽ được duy trì hàng ngày, tất cả các ngày trong tuần, và cái này nó sẽ không bắt buộc. Nhưng mà ai thực hiện rèn thân, gửi ảnh và video lên nhóm Zalo của xóm á, sau đó thì thực hiện cái form báo cáo, thì sẽ tích lũy cho mình một một team một một team. Thì khi mà mọi người duy trì được cái chuỗi 3 ngày liên tục ấy, thì bắt đầu từ ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì sẽ được cộng 2 team trên một ngày. Còn nếu mà anh chị bị ngắt một ngày thì sẽ quay trở lại một team nhé. Đó, luật chơi là nó như vậy. Anh chị cố gắng cứ duy trì đều đặn. Thì cái tích lũy team này thì nó sẽ có cái lợi ích là khi mà chúng ta lỡ có quên báo cáo bài tập hay là gì đấy thì chúng ta có thể dùng đến. Dạ, thì bây giờ em xin chia sẻ sâu hơn về phần phần gốc trí tuệ là buổi học. Buổi học thì như chúng ta đã biết thì chúng ta có 3 buổi là thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Thì với buổi học thì đặc điểm là vào buổi tối, và cũng với K2 thì cũng không có bắt buộc, cũng không có làm quá chặt với cái vấn đề vào Zoom hay là báo cáo. Thì có cái ba cái mục là anh chị tham gia trọn vẹn buổi học đúng giờ và báo cáo đúng, thu hoạch đúng thời hạn thì sẽ được ghi nhận là quả đỏ. Và khi mà anh chị tham gia mà không trọn vẹn, tức là có thể là vào muộn khá nhiều, ý là nó không 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 thực sự trọn vẹn, anh chị cảm thấy nó chưa trọn vẹn, và anh chị xem lại bản record và báo cáo thu hoạch thì sẽ được ghi nhận quả vàng. Còn nếu anh chị mà không tham gia buổi học và nhưng vẫn vẫn có cái xem việc xem lại record và đúc kết bài học gửi lên nhóm Zalo của xóm, sau đó thì mình cũng báo cáo thu hoạch, thì khi đó thì mình cũng được ghi nhận một quả xanh. Tức là mong muốn là anh chị nếu mà buổi buổi tối các buổi học mà không có thu xếp vào học được thì ít nhất thì mình cũng xem lại cái bản record để mình cùng học cái quả xanh. Còn khi mà chúng ta vào được buổi Zoom ấy, thì có rất là nhiều những cái hoạt động hay chia Zoom nhỏ các thứ thì sẽ rất là lợi lạc cho anh chị mình. Vậy là mầm đó không có bị héo ạ. Dạ.
thì mầm đó. Thì là về phần buổi học thì chúng ta gần như là không có cái sự không không có cái sự bắt buộc và kỷ luật, đây chỉ có ghi nhận ba quả xanh vàng đỏ này ở ba cái mức độ là anh chị tham gia được, tham gia buổi học hay là xem lại gì còn để mình cùng nhìn nhận bản thân xem là cái mức độ tinh tấn hay là cái việc dành thời gian học của mình như thế nào đấy, có nếu không tưới. Dạ. Về phần bài tập thì chúng ta vẫn có ba cái mức là hoàn thành một bài tập, một cái mục mục quả xanh và báo cáo thu hoạch thì sẽ ghi nhận là quả xanh ạ. Hoàn thành quả xanh và quả vàng thì sẽ ghi nhận quả vàng, và hoàn thành cả ba mục thì sẽ ghi nhận được quả đỏ. Và đặc biệt là khi mà anh chị hoàn thành bài tập xong và anh chị báo cáo đúng hạn thì nó mới chỉ mọc mầm thôi đấy, nó mới chỉ ghi nhận là mầm thôi ạ. Thì để mà nó trổ quả, nó để nó trổ quả thì sẽ cần cần ở đây em có ghi đây ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ cần đến đồng đội giúp sức ở trong cái mục đạo đức, đúng không ạ? Trong mục đạo đức là chúng ta có là thành viên đọc bài tập của đồng đội và tham gia bình luận góp ý và điền form tưới hoa đó. Tức là điền form tưới hoa là chúng ta sẽ khi mà anh chị đọc bài của đồng đội trong nhà ấy, thì mình có cái góp ý gì cho đồng đội thì mình điền làm một cái form để mình chia sẻ. Ngoài cái việc bình luận thì mình có thể chia sẻ thêm, góp ý thêm ở form, và cũng là một cái để xác nhận là anh chị đã đọc bài và có cái sự chia sẻ góc nhìn hay là góp ý cho đồng đội được tốt hơn ạ. Thì khi mà anh chị báo cáo xong bài tập thì nó lên mầm, thì coi như là đã xong, việc còn lại là anh chị gọi là cùng kêu gọi bản thân mình thì có thể đọc bài của đồng đội rồi mình đi tưới hoa cho đồng đội đó. Và kêu gọi đồng đội trong nhà trong xóm đọc bài của mình và có cái góp ý cho bản thân mình để mình có thêm góc nhìn vào bài học sâu hơn khi mà mình đọc sách ấy. Đó, thì khi mà hội đủ hai cái điều kiện là anh chị báo cáo bài tập đúng hạn thì nó sẽ ghi nhận là mầm, và khi mà có đồng đồng đội tưới hoa thì cái mầm này nó sẽ chuyển thành thành quả, và quả xanh vàng đỏ thì sẽ tùy thuộc vào cái mầm anh chị đã gieo là nó hoàn thành mấy mục bài tập đó. Thay vì là sẽ ghi nhận xanh vàng đỏ luôn thì sẽ cần đến đồng đội gọi là đọc bài và góp ý thêm cho mình, có những góc nhìn để mình có cái mình có thêm bài học ạ. Đó. Và khi mà anh chị báo cáo thu hoạch bài tập mà quá hạn tức là quá 24 giờ ấy, quá 24 giờ của cái ngày đó thì nếu mà anh chị không báo cáo thì sẽ không cái ghi nhận của mình sẽ để trống nhá, tức là coi như là một cái vùng đất trống đấy. Đó. Còn anh chị có thể là sẽ báo cáo bù vào các ngày phía sau đó, và hiện tại thì em cũng chưa có đặt một cái giới hạn nhất định nào đó, thì anh chị trong tuần hoặc là tuần sau, tức là làm sao để đến hết hành trình thì mình có thể hoàn thành được hết tất cả các bài tập cá nhân đó. Thì khi mà mình báo cáo quá hạn á thì nó sẽ ghi nhận là một cái hạt thôi, và lúc đó thì sẽ cần đến cái sự duy trì rèn nghị lực của bản thân mình mỗi ngày đấy. Mỗi ngày chỉ được cộng một tim thôi, 3 ngày thì được 3 tim đấy, một hạt cộng với 3 tim thì nó sẽ ra một mầm, và một mầm này rất là cần đồng đội tưới hoa tiếp thì nó mới lên được quả, nó mới trổ được ra quả đấy, thì nó hơi hơi lòng ngoằng đấy.
Nhưng mà hy vọng là anh chị cũng hoan hỉ, nếu mà nó có cái gì đấy nó hơi rắc rối thì anh chị có đó, thì đây là cái phần 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 luật chơi của mình, thì anh chị có thêm cái có câu hỏi gì để muốn làm rõ hơn không ạ? Hy vọng là vào thực hành để bớt hoang mang. Dạ, thiền 4 kỵ. À, chúng ta sẽ không có giới hạn quá nhiều về mặt thời gian, nhưng mà vẫn có cái sự ghi nhận để chúng ta cố gắng hoàn thành bài tập đúng đúng thời hạn, và làm sao đến cuối hành trình thì chúng ta sẽ hoàn thành hết tất cả các báo cáo quả của buổi học và bài tập. Hình như anh hoang mang không cả nhà. Đấy, anh chị đã tham gia K1 thì toàn bom thôi. Còn K2 thì toàn hoa với quả thôi, rất là tươi mát đúng không ạ? Em có thể bật mic được. Dạ, cái hàng bật mic nha. Vâng, chào anh chị ạ. Anh em hỏi trước cái chỗ duy trì chuỗi liên tục 3 ngày, từ ngày thứ tư sẽ được 2 team nhưng lại trên một ngày báo cáo ấy, là như À, nào ạ? tức là ngày ngày thứ tư liên tục và em rèn thân và báo cáo á, thì cái ngày thứ tư đấy sẽ được được ghi nhận cộng 2 team á, còn từ ngày thứ đầu thứ một thứ hai thứ ba thì sẽ là chỉ cộng 1 team thôi. Nhưng khi mà mình duy trì được cái chuỗi liên tục thì sẽ được cộng nhiều hơn. Xịn thế cơ ạ. Ok, và em cảm ơn ạ. Là ngày thứ 5 thứ 6 cũng vậy ạ. Cũng chỉ sẽ được cộng 2 team một ngày ạ. Nếu anh chị mà bỏ lỡ một ngày thì sẽ quay trở lại đếm lại từ 1 2 3 đến 4 thì lại được cộng 2 team ạ. Không ạ, chỉ 2 team thôi ạ. Đi làm vậy. Dạ, việc duy trì rèn thân đều đặn mỗi ngày thì ít nhiều thì chúng ta cũng duy trì rèn cái khả năng duy trì nhé. K2 không có áp suất số lượng thụt dầu nữa, mà mọi người cố gắng duy trì đều đặn ạ. Và về hình thức rèn thân thì mọi người sẽ tùy chọn. Nhưng mà trong câu hỏi báo cáo thì cũng có câu để mọi người chia sẻ là cái hình thức mọi người rèn rèn thân là như thế nào, có thể là tụt dầu bao nhiêu cái, hít đất bao nhiêu, chạy bao nhiêu km đó, thì mọi người có thể cùng chia sẻ. Đặc biệt là chúng ta cùng khi mà chúng ta rèn thân thì có thể gửi ảnh hoặc video lên nhóm Zalo của xóm nhé. Dạ, không rèn thân thì không sao ạ, nhưng mà đến lúc mọc hạt thì nó không nảy được thành mầm thì đến cuối hành trình mà không hoàn thành được hết tất cả các mục để nó thành quả hết thì khả năng là sẽ coi như là sẽ chưa hoàn thành. Việc mình duy trì hàng ngày thì nó là cái phần để mình tích lũy thôi ạ. Mình tích lũy và biết đâu ban tổ chức hứng ứng lên lại có khi lại có treo giải cho người được nhiều team nhất chẳng hạn. Mọi 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 sự ghi nhận thì đều đều có thể sẽ được dùng để vào những cái mục đích rất là bất ngờ mà chúng ta sẽ không biết được. Bị bếu. Đã. Mỹ Đức chia sẻ là nếu mà không rèn thân thì sẽ bị bếu ạ. Dạ, thì chúng ta có thể sử dụng bất kỳ hình thức nào phù hợp với bản thân mình nhé. Đấy, hít đất, plank hay là chạy bộ, tập thể dục. Không tìm. Chưa hiểu cái câu hỏi của Tiến.
Thì anh chị nào còn còn câu hỏi nào thấy, có anh chị nào thấy thấy sợ không ạ? Nhìn này thì chắc là nó cũng đâu đấy nó sẽ phải có khoảng 4-5 cái form báo cáo tùy vào chức năng đấy. Và chị Nguyệt đang sợ, em cũng sợ chị ạ. Em vẽ ra cái luật chơi này em còn không biết là em có xây dựng được cái hệ thống để mà làm được cái này không nữa, nên là chia sẻ với anh chị là cũng chưa có cái hệ thống để ghi nhận cái này, nhưng mà thôi chia sẻ ra đây rồi thì đã công khai như này thì phải cố lên vắt óc ra mà làm thôi. Đấy, không làm được hệ thống tự động thì phải chạy bằng cơm thì bản thân em cũng phải mệt thôi. Anh chị đều có 4-5 cái form báo cáo, còn em thì sẽ phải xây dựng cả cái hệ thống này. À, chị người tập bơi. Dạ, tập bơi cũng được ạ, rất tốt ạ. Đứng im mà chạy mồ hôi. Anh nhảy xuống ao, nhảy xuống bể xong rồi đứng lên thấy dòng dòng dòng. À, Tiến kiểu như làm video, bài thơ, bài hát lan tỏa và chia sẻ lên nền tảng thì đồng đội vào đánh giá và nhận xét và điền form tặng team. Tặng team là cái này sẽ ghi nhận để có, nếu mà đủ duyên thì sẽ áp dụng cho K3 nhé. Còn K2 như này nữa thấy oải lắm rồi. Đau đầu lắm rồi. Cảm ơn bạn Ngô Tiến Tiến Ngô đã chia sẻ. À, chị Hoàng Mai, em đã vượt qua mưa bom bão bão đạn của K4 chuyển giao mà sang đây thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Dạ đúng rồi, thì mình cứ vào Zoom đầy đủ và làm bài tập đầy đủ và duy trì việc rèn thân cũng như là đọc bài góp ý cho đồng đội, góp ý cho đồng đội, chúng ta cùng cùng gọi là chia sẻ những cái góc nhìn để mỗi người cùng cùng phát triển. Thì trong cái mã gen của kiến tạo văn hóa đọc thì cũng có một cái mã gen là 4 cấp độ học, anh chị cũng cũng vẫn còn nhớ cái 4 cấp độ học không ạ? Anh chị nào còn nhớ 4 cấp độ học không ạ? Anh chị nào còn nhớ 4 cấp độ học, mình ghi lên khung chat cho em đấy. Dạ, học để hiểu ạ, biết hiểu làm dạy. Dạ đúng rồi ạ, thì cái việc mà chúng ta cùng đọc bài đồng đội á, thì để mình chia sẻ thêm góc nhìn thì mình sẽ hiểu hơn và hiểu hơn rất là nhiều ạ. Và nhất là anh chị nào mà đúc kết được mà gọi là chia sẻ lên Zoom, chia sẻ gọi là đúc kết thành slide, chia sẻ dạy lại cho người khác thì nó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Dạ vậy thì khả năng nào đệ nhất team của gọi là anh Quốc Huy là hạt giống số 1 của cái giải, là người đạt nhiều team nhất của hành trình. Hạt giống số 1 Mỹ Đức chắc là số 2 đúng không? Mỹ Đức cũng duy trì 10k đấy, số 2. Và bây giờ ai là người người kiên trì nhất thôi. Ai là người tỉnh thức nhất. Dạ nếu mà không, anh chị còn cái điều gì chưa hiểu về luật chơi không ạ? Nếu còn thì mình sẽ chia sẻ thêm, còn nếu không thì sẽ chuyển sang một chương trình tiếp theo của buổi hôm nay. Không lan man quá.
Vâng ạ, em xin nhường mic lại cho ban tổ chức Diễm Đạt Đúc Kết để chúng ta cùng thực hiện tiếp tục chương trình ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn Thưa anh Thế ông Tâm ạ, Tim, từ vì ngày phần lớp mai chơi ạ. chưa có form báo Đây cáo ạ. nên là không biết gom kiểu gì. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Từ Tâm Mạnh phần luật chơi gây rất là nhiều hào hứng từ nãy đến giờ ạ. Và em cũng thấy là anh chị đang đang có rất nhiều cảm xúc đúng không ạ? Hào hứng này, anh Huân mà bảo hoang mang này về rất nhiều phần. Và em thấy chị Huyền Sâu là nãy giờ là cười cười rất nhiều luôn ạ. Thì bây giờ em xin mời chị Huyền Sâu ạ, sẽ đến cái phần tiếp theo và cũng rất là nhiều hào hứng thú vị ngay tiếp theo cái phần luật chơi này ạ. Cảm ơn Diệm Đặng Đúc Kết, em lại quay trở lại với cả nhà. Không biết là có vui hay gì không, nhưng mà em đã thấy hiện tại là anh Vũ Huân thì đã đội mũ xong lại còn kính nữa. Đấy. Không biết là tâm trạng ra làm sao, có thể chia sẻ trên chat. Và thấy chị em là người thì cười, người thì cũng có vẻ rất là trầm ngâm cảnh giác. Vì sau khi em đã nói là phải hết sức tỉnh thức, và nó là hành trình mà ngọt ngào nhưng mà dễ đi vào lòng đất với cả nhà. Bom mì nhưng mà sợ khi lại tỉnh thức hơn ạ. Thấy có vẻ ngon ngọt kẹo lạc, à, kẹo ngọt trong là hoa quả, là vui sướng, hân hoan là dễ đi đi vào luôn lắm ạ. Và sau đây chúng ta sẽ đến với cái hoạt động mà ngày thiện nguyện, ngày thiện pháp, và đến tiết mục của Cát Tâm đúng không ạ? Đấy. Thì không biết là chị Thu Hoài từ nãy giờ là thấy mọi người thì cười quá trời, mà chị thì Cát Tâm Thu Hoài là không thấy cười cả nhà, tay cứ tư thế như thế này, chắc là để giữ, để khỏi bị mỏi mồm ấy, để cống hiến cho nó trọn vẹn. Không biết là chị Thu Hoài đã sẵn sàng là lên sóng chưa ạ, với vai trò sẽ là Cát Tâm, người viết lời rồi Cát Tâm. Sau đấy thì chúng ta sẽ triển khai phần tiếp theo. Không biết là Cát Tâm Thu Hoài chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ, Rồi, giờ chào là nhà, vai xin chào trò. cả nhà. Chào anh chị em trong nhà mình. Ủa, ai có quả kính mi, quả mũ nhìn rất thích ở mình. Để chị thay đổi không chị khí. đỡ giật mình chưa, giật Ừ, mình là rồi. dễ hát bị sai tông ấy. Đấy. Bình tĩnh là hít vào thở ra. Giật giật mình đang 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 chánh niệm, thấy Huyền Sâu lúc ấy là giật mình, cái này bảo là thế mọi người thế nào, mọi người im thế, mọi người đang ngất hay là đang tỉnh. Đấy, anh Huân anh hãy trở về mầm dễ thương rồi chị ơi, rồi Đấy, em xin em nhường nhìn lại anh sân Huân như khấu cho thế chị là nha. em còn đang sợ không dám hát đây này. Để cho không khí thay đổi không khí cho mọi người một chút thì xin gửi tặng cả nhà một ca khúc quen thuộc Hạnh Phúc Là Gì. Mọi người nghe xong rồi mọi người cảm nhận xem là hạnh phúc của mình là gì, hạnh phúc của mình khi phụng sự là gì nhé. Cả nhà thả tim thả like cho nó Đó, nhà mình cổ hào vũ hứng đi em một cả chút đi. nhà. Nhà có nghe rõ không ạ? Nghe rất rõ chị ạ. Mọi người có thể hát cùng em ạ. Hạnh phúc là gì, là hiện tại và nơi đây. Hạnh phúc là ngồi lặng nhìn mây trắng bay, là được tắm trên dòng sông, là được ngắm ánh hoàng hôn, là tự do như cánh diều cắn gió. Hạnh phúc là gì, cần chẳng xa xôi. Hạnh phúc là nụ cười rạng ngời trên khóe môi, là những bước chân an nhiên, là những hơi thở bình yên, là lặng im nghe tim mình lên tiếng. Dù bao nhiêu dù bao nhiêu những nhọc nhằn, hãy cứ cất
tiếng ca mặc cho dòng đời phôi pha. Dù bao nhiêu đổi thay, dù bao nhiêu những đắng cay, hãy cứ sống như đóa hoa để nhận ra hạnh phúc ở trong ta. Là tình đời bao la, là yêu thương con người, tội lầm đường thứ tha, tài tư tế ta tặng nhau, những cái ôm ta dành trao, đều nhỏ nhói giữa dòng đời huyên náo. Hạnh phúc là lựa chọn, nên đừng chọn thương đau, chọn vươn lên bầu trời, đừng chọn vào hố sâu, chọn lấp lánh như vì sao, chọn lung linh giữa trời cao, chọn tỏa hương bay đi về muôn hương. Dù bao nhiêu khó khăn, dù bao nhiêu những nhọc nhằn, hãy cứ cất tiếng ca mặc cho dòng đời phôi pha. Dù bao nhiêu đổi thay, dù bao nhiêu những đắng cay, hãy cứ sống như những đóa hoa để nhận ra hạnh phúc ở trong ta. Cả nhà mình mỗi sớm tỉnh dậy thêm một ngày để yêu thương, để mầm xanh hy vọng được gieo khắp bốn phương. Gạt bỏ hết những hờn ghen, gạt bỏ hết những bon chen, đường tu tâm cứ đi rồi sẽ đến, để nhận ra hạnh phúc ở trong ta. Xin cảm ơn cả nhà. Cảm rồi là ơn. Em mà bị COVID nên là nó cũng còn hơi mệt, cái hơi thở nó cũng không được ổn định lắm. Nên là hát cũng chưa được tốt lắm, cho mọi người hoan hỉ nha. Hát rất hay rồi chị ạ. Chỉ có điều là đôi khi kiểu cái mic á, cái mic nó bị hơi bị nuốt tiếng của mình một chút thôi ạ. Còn rất hay rồi ạ. Và một cái thông điệp rất là hay khi mà chị Biên Nguyễn có nói rằng cứ đi rồi sẽ đến ạ. Cả nhà mình cứ đi đi ạ, đúng không ạ? Cả nhà mình đi vừa rồi là mọi người cứ nói là không biết là em có làm được không. Thật ra mình chưa biết sức của mình như thế nào đâu ạ. Mọi người cứ đi đi rồi sẽ đạt được đích của mình. Miễn là gì, làm sao ạ? Mình mà có đích đến thì mình sẽ chọn được đường đi. Nếu như mình mà không có cái đích tới thì chắc chắn là mình sẽ không có đường đi đâu. Nên đừng hỏi là mình có làm được hay không, mà hỏi là cái đích của mình phía trước nó là thế nào. Mình xin chia sẻ như vậy ạ. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn các tâm thông ngoại ạ. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến một cái phần nó lại rất trùng hợp với cả nhà. Hôm nay đó là ngày thiện pháp của trí tuệ Việt Nam, đó là ngày mùng 10 tháng 5, nghĩa là mùng 10 hàng tháng ấy ạ. Thì nhờ ban tổ chức bên vệ vụ kỹ thuật bên từ tâm mạnh có thể share cái ngày thiện pháp đấy được không ạ? Sau đấy thì nhờ bên bộ phận truyền thông thì sẽ bắn cái đấy vào trong cái nhóm của mình để chúng ta biết đến là có cái ngày thiện pháp là ngày 10 tháng 5. Thì nhà mình chắc là quen thuộc cả rồi đúng không ạ? Đấy, nhưng mà nhắc nhớ lại với nhau một chút ạ. Đây, sự kiện ngày 10 tháng 5 là ngày thiện pháp, đã đồng hành cùng trí tuệ Việt Nam, chung tay góp gạo nuôi quân, làm cách mạng giáo dục chuyển hóa. Đấy thì chúng ta sẽ có nó làm cái ở phía dưới có xe ở phía dưới nữa không ạ? Mạnh ơi. Thế thì chúng ta cũng có thể bằng cách là tham gia trực tiếp, hoặc là chúng ta đăng cái bài này ở trên các trang Facebook cá nhân của mình hoặc trong hội nhóm là Zalo ạ. Thì sẽ có rất nhiều hình thức
và cái hình thức mà chúng ta tham gia có thể là bằng hình thức trí nhân tài vật đúng không ạ? Chúng ta sẽ sử dụng những cái gì mà chúng ta đang có gì thì chúng ta chia sẻ đấy được không ạ? Đã ra thơ luôn rồi này, dù ai đi ngược về xuôi những ngày thiện pháp mùng 10 tháng tháng dương. Đây sự kiện này, mọi lời kêu gọi đấy. Đây nó có một cái phần rất là ý nghĩa như thế này ạ. Đợi, đợi. Đây. Ai có sức thì góp sức lan tỏa, ai có sách thì góp sách tinh hoa, ai có vật chất tài chính thì mỗi người một ít chung tay, ai có trí tuệ chất xám thì càng cùng suy ngẫm trăn trở để 20 năm nữa khi nhắc đến Việt Nam không còn là quốc gia của chiến tranh mà là của miền đất với đầy câu chuyện về sự tử tế, lòng trắc ẩn và trí tuệ, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta có như thế nào thì chúng ta sẽ góp sức vào như vậy, đúng không ạ? Và truyền thông bài ạ, truyền thông mình đăng bài nó cũng là một hình thức mình lan tỏa và mình góp phần vào cái ngày thiện pháp ạ. Thì đấy là cái ý nghĩa. Thắng Mạnh có thể share xuống dưới ạ. Một chút thì mọi người. Đây. Đây. Và trong hơn 2 năm thành lập, dự án đã đào tạo cho hơn 300 trường học, hơn 50.000 học viên cả online và offline trên toàn quốc. Là một dự án nên tất cả chi phí vận hành đều dựa vào đóng góp từ cộng đồng, doanh nghiệp. Hiện dự án có rất nhiều mảng về văn hóa đọc, câu lạc bộ thủ lĩnh, văn hóa đọc ba miền, kỹ năng sống, rèn luyện chiến binh ba gốc, GNS, tiếng Anh cho người lớn và trẻ em, tiếng Anh ba gốc, truyền thông lan tỏa, GNS Talk, và có dạy con, câu lạc bộ 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa, câu lạc bộ chiến binh tự học, thiện nguyện nồi cháo xanh, thiền và đạo, trải nghiệm, sống ở chùa, Simple Stay, và đội ngũ chính hơn 50 người và hơn 200 thủ lĩnh tại các địa phương trên toàn quốc đang say thực hiện nhiệm vụ riêng trong một cuộc cách mạng giáo dục chuyển hóa để mỗi người có tư duy độc lập, hiểu biết đúng đắn, sống thích nghi, bình thản trước mọi vấn đề. Cứ đến ngày 10 hàng tháng, Trí tuệ Việt Nam lại kêu gọi cộng đồng trích một chút quỹ nhỏ của mình để đồng hành cùng các dự án mà Trí tuệ Việt Nam đang triển khai. Ai có sức thì góp sức lan tỏa, ai có sách thì góp sách tinh hoa, ai có vật chất tài chính thì mỗi người một ít chung tay, ai có trí tuệ chất xám thì cùng suy ngẫm trăn trở chung tay cùng giáo dục Việt Nam. Thì đó là cái ý nghĩa của ngày thiện pháp. Hay dụ như là mình mua sách cũng thế ạ, có thể mình đặt ở trên Tiki Bishop hoặc có thể đặt ở BK Shop. Đấy thì BK Shop thì là nơi mà thường xuyên sẽ trích ra quỹ 30% lợi nhuận chia cho vào cái tài khoản trí tuệ Việt Nam. Đấy, nhưng mà trí tuệ Việt Nam thì cũng dùng 50% của cái lợi nhuận 30% đấy lại chia cho dự án văn hóa đọc Việt Nam. Đấy, nghĩa là mình cứ chia sẻ đi chứ mình cũng không nhận cả. Khi mình được ai đó chia sẻ, mình lại chia sẻ cho đồng đội, cho các cái dự án anh em ạ. Thế thì là ý nghĩa như vậy ạ. Đây, có cái mỗi 100.000 là một bộ sách gieo hạt cùng vĩ nhân, 10 cuốn ạ, được trao tặng đến vùng cao. Mỗi 1 triệu là một suất học bổng được trao tặng cho giáo viên trên toàn quốc. Mỗi 30 triệu là một tủ sách tinh hoa được trao tặng cho thư viện vùng cao. Đây, và ngày mùng 10 hàng tháng ạ, thực hiện sống cống hiến, góp gạo nuôi quân bằng cách ủng hộ trực tiếp vào tài khoản thiện nguyện trí tuệ Việt Nam, lan tỏa thông tin tới các đại sứ thiện pháp, bạn bè, người thân, đồng đội trong hành trình để cùng nhau chung tay ủng hộ dự án. Thì em xin chia sẻ cái phần ngày thiện pháp. Vâng, cảm ơn bạn Quyên, đúng không ạ? Khi thấy sáng nay thì đồng loạt tất cả anh em và tất cả các bạn trong cộng đồng thì đồng loạt từ 7 giờ đến 8 giờ thì có đăng cái bài này. Và em cũng cảm ơn là có một số các anh chị, có các bạn đã góp gạo nuôi quân theo cái em đăng bài ạ. Xin cảm ơn biết ơn mọi người nhiều. Và sau đây thì chúng ta lại nhường lại mic ạ cho MC Diễm Đặng Lúc Kết của chúng ta.
Dạ vâng ạ, cả nhà có nghe được em nói không ạ? Em tự dưng em thấy màn hình của em nó bị đứng hình luôn rồi. Xin chào cả nhà. Phần này thì em lại hỗ trợ một chút vì máy của Diễm lại đang có sự cố một chút ạ. Anh mạng anh lại thử thách em. Và sau đây để tiếp nối theo chương trình của chúng ta thì chúng ta sẽ đến với cái phần chia dung nhỏ ạ. Chia dung nhỏ theo nội dung của ban tổ chức. Thì đây là một cái phần zoom mà sẽ là bắt buộc ở trong hành trình nhá cả nhà nhá. Đấy, ai mà không tham gia hay gì đấy là cũng có tỷ lệ là không hoàn thành rất là lớn đấy ạ. Em một chút em xem. Rồi sao Chị đến ơi, màn chia hình ngẫu chị? nhiên ạ à? Hay là Chia có chia ngẫu nhiên, em chia chị 10 zoom, 10 zoom nhá. Đợi một chút chị share cái nội dung. Trong lúc chờ đợi thì Mạnh sẽ share giúp 10 zoom. Một chút. Đây, không biết cả nhà mình nhìn đã rõ chưa ạ? Zoom làm quen, tên là làm quen ạ. Nội dung trong Zoom nhỏ là mỗi Zoom nhỏ sẽ gồm có 6 đến 8 người và chúng ta sẽ mở Zoom này trong 20 phút ạ. Phân chia vai trò và nhiệm vụ các thành viên trong Zoom theo đúng theo cái năm vai trò ấy ạ, người tỉnh thức rồi người người điều phối ạ. Và nội dung đó là giới thiệu bản thân mình một cách ngắn gọn nhất ạ và tìm hiểu cái cơ duyên lý do trăn trở của đồng đội khi tham gia hành trình đào luyện ban phụ sự ba gốc K2. Sau đấy thì trong 20 phút chúng ta nhanh chóng phải có chiến thuật nhé cả nhà nhá thì mới đi được hết một vòng tụ 6 người, 6 người cho đến 8 người. Và sau đấy chúng ta sẽ quay trở lại Zoom chính và ai ở trong cái Zoom đấy thì mình nhớ thành viên của mình nhá. Nhớ thành viên của mình. Hôm nay ngẫu nhiên thì sẽ chưa có cái record ở trong đấy luôn đâu. Đấy, thì sau đấy chúng ta ra, chúng ta sẽ nhớ thành viên của chúng ta thì sẽ phải có người là tổng kết xem có những ai và phải nhớ được rằng là mọi người trăn trở như nào, họ tên ra làm sao đúng không ạ? Nói ngắn gọn nhất. Sau đấy thì tất cả các thành viên sẽ được ghi ở trên màn hình ạ. Màn hình của cái xóm đó, của cái Zoom đó ạ và một người đại diện lên chia sẻ trong vòng từ 3 đến 5 phút. Đấy thì hiện tại 10 Zoom thì sẽ không thể chia sẻ hết 10 Zoom đâu thì sẽ ngẫu nhiên ạ, sẽ ngẫu nhiên. Cứ ai không, ai mất tỉnh thức là bị là được gọi lên để thử cảm giác ạ. Thử cảm giác khi bị bất ngờ xem sao ạ. Đấy và chúc cho các đồng chí thảo luận và trả lời đúng trọng tâm. Nghĩa là nếu như mà mình tìm ra quy luật, mình có chiến thuật ấy ạ thì không hết 20 phút đâu, chúng ta có thể vẫn buôn được với nhau thoải mái trong đấy mà vẫn hoàn thành bài tập. Ở đây thì nó sẽ dùng trí nhiều với cả nhà. Cái gì nó có chiến thuật của nó ạ. Chứ có nhiều người mà ví dụ như là cứ theo đúng quy trình trình thì có thể 30 phút chắc cũng chưa xong ạ. Không biết cả nhà mình đã rõ cái nội dung này chưa? Rõ rồi đúng không ạ? Rất dễ nhưng mà rất dễ mất tỉnh thức nhé cả nhà nhé. Và cái nội dung này ạ, khi mà chính thức vào danh sách chính thức rồi ạ, chính thức xếp vào trong hành trình rồi. À, đây là một cái phần Zoom bắt buộc, Zoom bắt buộc. Và chúng ta sẽ phải cần vào vì về sau các cái nội dung ở trong cái Zoom nhỏ ấy nó là cái kiến thức rất là sát ạ. Nếu như mọi người mà không không tuân thủ được theo luật chơi ấy, thì sẽ không hoàn thành hành trình ạ. Không hoàn thành hành trình thì có thể sẽ phải dừng hành trình vì tưởng chừng cái phần này không quan trọng nhưng nó lại vô cùng quan trọng. À, em bắt đầu mở Zoom nhỉ? Chúng ta có 20 phút nhỉ? Tổ chức nói lại. À, thế em sẽ gửi đến được gửi Hà Nội. Mọi người ai ở gần thì chúng ta sẽ qua tham gia. Còn những ai ở xa, đấy, mọi người cũng đừng buồn nha. Những ai ở xa thì chúng ta sẽ được tham gia qua online, được không ạ? Đấy. Vì em biết được rằng có nhiều bạn bảo là cái tuần tới ngay ở Hà Nội thôi nhưng ngay ngay cuối tuần này thì sẽ phải đi công tác, thế nên là rất là tiếc không thể về được.
thì đã có hình thức Zoom online thì chúng ta có thể tham gia. Tất nhiên là tham gia offline thì nó có những cái giá trị của offline mà không bao giờ online có được. Đấy, nhưng mà online thì cũng không bị tủi thân quá đúng không ạ? Không bị tủi thân quá, nắm được một số cái. Thì tâm pháp thì chúng ta sẽ thực hiện văn hóa lắng nghe trọn vẹn, khuyến khích viết content, chia sẻ cảm nhận bằng thơ, về hịch, viết lời bài hát về hội ngộ hành trình kiến tạo văn hóa đọc ca 6 và khuyến khích cá nhân đăng bài chia sẻ Zalo, Facebook cá nhân và nhóm cộng đồng kiến tạo văn hóa đọc. Ba gốc ạ. Đấy là cái phần em chia sẻ như vậy. Đấy. Và có một cái nội dung thì em cũng có thể chia sẻ tranh thủ ra chắc khoảng 2-3 phút mọi người cũng nắm được, nhỡ không lại mít. Thì cái thứ nhất đó là buổi sáng thì sẽ có cái nội dung là ví dụ là thân hòa rồi tri ân và có cái sự kết nối đã, kết nối với mọi người, với các cụ, rồi thậm chí với câu lạc bộ thủ lĩnh chẳng hạn. Đấy. Thì phần đấy ạ là buổi sáng ạ, rồi thăm thư viện ba góc năm cấp độ đúng không ạ, đấy, được trò chuyện rồi chụp ảnh selfie đúng không ạ, ở thư viện rồi với mọi người mà bình thường chúng ta cứ gặp nhau trên Zoom này thôi. Đấy, thì có một cái thực sự với nhau, offline với nhau. Và cái nội dung buổi chiều thì nó sẽ có một cái nội dung là cái này chắc có lẽ không được mí vì cái này không phải ai cũng nếu đủ duyên thì sẽ tham gia và cái này thì nó khá là lợi lạc. Cái phần này thì sẽ em sẽ truyền thông sau ở trong trong nhóm Zalo nhá cả nhà, cứ phải lấp lửng tí thế cả nhà có khí thế vào trong Zoom thì trong Zalo ạ, thì nữa em sẽ tạo Zalo và em sẽ là trưởng nhóm thì mọi người vào ạ sẽ có đặt cú pháp và mọi người sẽ trả lời đúng cái câu hỏi trong đấy thì sẽ được duyệt vào ạ. Để tránh cái tỷ lệ ảo cả nhà. Đấy ạ. Thấy thì mới tin đúng không? Đúng rồi, đến để mà thấy ạ. Và sau đây thì thấy mọi người đã giơ tay sẵn sàng với đến cái phần mà chia sẻ sau Zoom đúng không ạ? Đây, để em lướt qua một tí nào. Các đồng chí hào hứng. Vừa nãy có thấy có bạn Trang, không biết còn bạn Trang ở nhà 28 không nhỉ? Là thành viên của nhà 28 ạ. Còn không nhà mình có thể giơ tay lên, đang chưa nhìn thấy ở đâu hay là bị ao mất rồi. Thì sau đây thì cả nhà mình có thể đánh trên khung chat là đại diện ở Zoom nào được không ạ? Ví dụ giơ như thế này lên là đại diện của một Zoom số mấy, nhà mình nhớ là Zoom số mấy nhỉ? Ví dụ Đức là như Zoom số 4 hay Zoom số mấy nhỉ? Để cho tiên phong đầu tiên này. Zoom số 4 chị ạ. Thì mời Zoom số 4 trước nhá. Đấy. Ai bây giờ tất cả mọi người hạ tay ạ. Ai Zoom số 4 giơ tay lên thì mới ghim tất cả số 4 lên ạ. Nếu mọi người muốn là Zoom nào mình muốn chia sẻ mình có thể đánh trên khác ạ. Thì ai Zoom 4 giơ tay lên hộ em ạ. Thì để hôm nay là một cái mẫu ấy, để mình cũng có thể ạ. Thì các cái buổi Zoom học về sau thì mình sẽ làm lượt luân phiên như thế này để ai tắt cam là không ghim được đâu cả nhà. Đấy, xin mời Zoom 4 chia sẻ ạ. Còn Mỹ Đức đã tham gia ca trước rồi thì có lẽ là kinh nghiệm đầy mình. Không biết ai sẽ người chia sẻ đây, Huỳnh Như hay là Hàng Tô? Có nghĩa nhường cho Huỳnh Tô nhỉ, đúng không? Thấy hai cụ sự viên cũ nhường cho một học viên mới, cụ sự Huỳnh viên Như mới chia sẻ chị. Huỳnh Như. Dạ, em xin chào anh tổ chức. Dạ, em xin chào các anh chị đang có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay ạ. Dạ, thôi em xin đại diện phòng 4 để chia sẻ về cái thời gian hiểu và thương của phòng 4 ạ. Thứ nhất là lấy cảm hứng từ cái bài thơ mà ban đầu mà chúng ta đều được nghe, đó là mẹ dạy con làm viên đá nhỏ, sống nếp mình bên đám rêu phai. Nếu một mai có người cần đến, nguyện lót đường đưa khách vãng lai, thì phòng của em đã lấy một cái slogan đó là khiêm hạ. Và em xin giới thiệu các thành viên. Trong phòng của em đó là có 4 thành viên. Thứ nhất là chị Mỹ Đức, sinh năm 1991, chị đến từ Pleiku. Lý do của chị tham gia hành trình là chị muốn, chị cần rèn cái sự khiêm hạ của mình. Và chị đã nhận được rất là nhiều lợi lạc từ cái khóa K1
và chị muốn rèn luyện thêm ở hành trình K2 và để tiếp tục phụng sự cho khóa K7 tiếp theo ạ. Tiếp theo là em Tô Hằng, sinh năm 1992, đến từ Hà Nội. Thì em đang muốn rèn luyện cái khả năng đọc sách, đúc kết sách và nâng cao kỹ năng giao tiếp. Em Tô Hằng thì em thấy em Tô Hằng rất là có nghị lực, đang vẫn phải vội dỗ con nhỏ nhưng mà vẫn chia sẻ với gia đình rất là tốt. Và thành viên thứ ba là Phan Thị Tố Cẩm, em sinh năm 1993 ở Bình Thuận. Lý do để em rèn luyện hành trình này, tham gia hành trình là em muốn rèn nghị lực. Và em rất là sẵn sàng phụng sự, chia sẻ và lan tỏa. Nhưng hiện tại thì em cũng đang rất là bị trùng nhiều hành trình. Và hy vọng là em sẽ gieo duyên đủ để có thể phụng sự ở cái K7 sắp tới. Và em xin chia sẻ cuối cùng, đó là em tên là Nguyễn Huỳnh Như, sinh năm 1991, em đến từ Biên Hòa. Lý do em quyết định tham gia cái K2 này đó là em muốn rèn tính khiêm hạ, tại vì em cảm thấy là mình khiêm hạ chưa đủ và em muốn rèn thêm cho mình. Dạ em xin hết ạ. Dạ cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Em cảm ơn Dung 4 đã mở màn với thời gian là không bị lố tí nào. Xin chúc mừng Dung 4 ạ. Hiện tại thì sẽ tùy từng Zoom mà em hỏi nhiều hỏi ít nha cả nhà nhá. Và em chả báo trước cái gì đâu ạ. Nên cả nhà cứ làm quen như vậy. Xin cảm ơn Zoom 4 rất là nhiều. Xin mời Zoom số để em xem nào. Zoom 2 ạ. Mình đại diện giơ tay thật nhanh ạ. Ai Zoom 2 giơ tay ạ? Có ở đây là đại diện chị Việt Hà đúng không ạ? Ai ở Zoom 2 nữa ạ? Chị Hà có thể đọc tên được không ạ? Zoom 2 của mình Cương. Có những ai Kim Cương, bạn Thủy với này bạn Thơm ạ. Bạn Thủy thì nãy nhắn trên nhóm là bạn ấy hết pin, máy hết pin nên à, hết pin chứ. Còn bạn Thơm với này bạn Nga với bạn anh Kim Cương. Vâng, thế thì chị chia sẻ đi ạ. Đấy, Thơm bạn, Thơm là thứ hai không? Mình xin được thay mặt cho Zoom 2 để chia sẻ năm anh chị em chia sẻ với nhau, như là bạn Nga ở Áo, bạn Thủy thì ở Quảng Ngãi, bạn Thơm ở Hải Dương với anh Kim Cương ở Hà Nội, mình là Việt Hà thì ở Pleiku. Thì hầu như là các anh chị em ở trong Zoom 2 của mình là đến trong cái buổi hội quân này thì trước tiên là để nắm các cái thông tin và tình hình và để xem cái thời gian rèn luyện như thế nào để cân đối cái nguồn lực. Trong nhóm thì anh Kim Cương là hiện tại trong thời gian này anh cũng đang rất là bận, sợ là không đi trọn vẹn được hành trình, cho nên là anh cũng chưa quyết định là sẽ tham gia vào K2. Và mình với bạn Thủy là giáo viên, bây giờ là đang cái giai đoạn mà học sinh là thi, sau đó là cái công việc ở cuối năm của giáo viên rất là nhiều, nên là cũng mới vào để nắm bắt tình hình thôi. Còn bạn Thơm với bạn Nga ở Áo thì các bạn ấy còn chưa cân đối được cái thời gian với cái công việc, nên các bạn ấy cũng vào để nắm bắt cái thời gian đào luyện và cái hành trình như thế nào rồi các bạn ấy sẽ quyết định sau ạ. Đó là cái thông tin mà mình nắm bắt được trong cái cuộc họp ngày hôm nay. Mình xin được hết ạ. Bạn Thơm có bổ sung chia sẻ thêm gì không ạ? Dạ, em thấy chị đã nêu đầy đủ những thông tin ít ỏi mà chúng ta đã có rồi ạ. Em cảm ơn chị Việt Hà. Dạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn ban tổ chức ạ. Cảm ơn Zoom 2 đã chia sẻ xong rồi. Vâng, xin cảm ơn chị. Đây là một sự thay đổi. Trước đây chị Hà là từ phụng sự rất nhiều khóa đấy ạ. Nhưng mà hôm nay là giơ tay.
Nghĩa là mỗi mỗi khóa mình sẽ có một cái sự cai gen ạ, tự tin hơn rất là nhiều ạ. Mình tiếp theo sẽ đến hôm nay trên tinh thần xung phong ạ. Dung 9 chị có chị Như Hoa ạ. Nhà mình ai dung 9 giơ tay được không ạ? Cái thời gian lên dung của chúng ta chỉ khoảng độ khoảng 3 đến 5 phút thôi, nhưng mà khi mà chúng ta sẵn sàng ấy ạ, nó sẽ cho chúng ta những cái lợi lạc mà không thể ngờ đến đâu ạ. Mọi người tham gia trải nghiệm đi ạ. Không mất quá nhiều thời gian ở cái giây phút mà xuất hiện này. Chị Như Hoa ấy, chị đâu rồi? Chị đây, nhưng mà không hiểu tại sao máy tính chị không thấy chỗ giơ tay. À, không cho giơ tay ấy hả? Đây rồi. Đây được rồi. Nhà mình đủ chưa ạ? Đấy, nhà mình chia sẻ đi ạ. Cái mặt nó có dấu cộng ý. Dung 9 nhà mình có ai nữa không? Nhà mình chia sẻ ạ. Được rồi. Bây giờ em chia sẻ đi. Vâng, em xin chào các anh chị trong ban tổ chức và các anh chị có mặt trong hội quán ngày hôm nay ạ. Em xin thay mặt cho Zoom 9 chia sẻ về cái Zoom nhỏ hiểu thương của chúng em ạ. Thì qua thời gian rất là ngắn thì chúng em cũng đã phân vai trò nhiệm vụ cho các thành viên trong Zoom 9. Nhất là chụp ảnh là chị Hường, MC là chị Như Hoa và ghi chép là em Bích ạ. Vâng, và tiếp theo xin chia sẻ phần cơ duyên của các thành viên. Thì trong Zoom 9 chúng em có 6 thành viên. Thứ nhất là bạn Thúy Hường, sinh năm 1989, là giảng viên và bạn đến từ hành trình kiến tạo văn hóa đọc K6. Bạn biết đến hành trình đào luyện phụng sự này là do chị Vân Anh, là phụng sự của nhà đã gieo duyên, và bạn muốn đào luyện bản thân. Thành viên thứ hai là chị Tuệ Mai, sinh năm 1983 ở Bắc Ninh. Chị là ban phụng sự của K6 và chị với mong muốn là tiếp tục tham gia đào luyện phụng sự. Thành viên thứ ba là chị Tình, sinh năm 1973, là giáo viên ở Hà Nam. Và chị cũng là học viên của hành trình kiến tạo văn hóa đọc K6. Và tham gia buổi hội quân ngày hôm nay thì chị Tình có mong muốn là quan sát để xem là mình có phù hợp với cái hành trình này hay không thì chị sẽ đăng ký ạ. Và tiếp theo là chị Như Hoa. Chị Như Hoa là thành viên nhiều tuổi nhất trong Zoom 9. Chị sinh năm 1971, chị là giáo viên trung học cơ sở và chị đã tham gia ban phụng sự K1 rồi ạ. Và chị đang tham gia khóa thiền 10 ngày. Chị sẽ tiếp tục đồng hành với các hành trình văn hóa đọc trong các khóa sau ạ. Và thành viên thứ năm là anh Hoàng. Anh Hoàng đang tham gia hành trình khác nên là dự kiến sẽ tham gia hành trình văn hóa đọc K6, nên là anh sẽ tham gia vào cái hành trình đào luyện phụng sự ở khóa sau ạ. Và cuối cùng là em tên là Bích, em sinh năm 1989, là giáo viên tiểu học, em đến từ Hải Dương và em tham gia hành trình này để với mục đích là đào luyện bản thân, và nếu như đủ cơ duyên thì em sẽ tham gia phụng sự văn hóa đọc ạ. Và em xin dừng cái sự chia sẻ của Zoom 9 chúng em ạ. Biết ơn ban tổ chức ạ. Vâng, Zoom 9 mình có ai có muốn chia sẻ gì thêm không ạ? Có ai muốn chia sẻ gì thêm không ạ? Cơ hội cho 2 phút đã để chia sẻ ạ. Hường ơi, Hường có chia sẻ gì? À, là em thôi chị ạ. Đầy đủ hết rồi ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn Zoom 9 rất là nhiều ạ. Vâng, anh Hoàng có chia sẻ sẽ học lại K7. Vâng, luôn luôn chờ đón anh. K7 thì sẽ khai giảng vào giữa tháng 6 anh nhá. Học lại cho chắc đúng không ạ? Cảm ơn Dương 9 rất là nhiều. Mình có thể hạ tay xuống ạ. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với một Zoom nữa nhá. Đó là Zoom 10 ạ. Zoom 10 ai giơ tay lên ạ? Đây có chị Nguyệt ạ.
vì là buổi đầu tiên thế nên là có thể chúng ta sẽ quá giờ một chút được không ạ? Nếu như mọi người muốn chia sẻ tiếp ạ, còn các buổi sau thì sẽ đúng giờ. Em xin đại diện cho Dung Mùi nha, để chia sẻ cùng với các anh chị trong cái cộng đồng ba phụ nữ ba góc. Thực sự thì cái Dung đội hình của nhà em đang thiếu chị Hòa với thiếu chị Mộc Hà. Lúc nãy vào Zoom là có 6 thành viên, trong đó có 3 người đến từ ban phụng sự và cũng học từ K5, phụng sự K6, rồi cũng học từ phụng sự ban góc K1. Cho nên là các anh chị đó đã thắp đuốc cho 3 người mới là có Yên, có Nguyệt và có anh Thế. Đầu tiên phải nói đến chị Hòa, cái người vắng mặt, nhưng mà chị đã thắp đuốc cho các chị em sau khi nghe xong cái bản kỷ luật đó. Thì mọi người đều thấy sao nó quá nhiều và quá nặng đi. Anh Từ Tâm Mạnh anh rất là tâm huyết trong cái bản kỷ luật đấy luôn, và đã làm cho cái đội ngũ mới rất là hãi. Thật sự tụi em hãi và nhắn riêng với nhau, chị ơi liệu mình có nên tham gia không hay quay đầu đấy. Thì khi mà thật ra thì chị Hòa chị đã nói là cứ đắc ý đi, cứ đắc ý đi sẽ tới. Tụi em cũng thôi cũng lay lắc cũng ráng đi đi ạ. Nên là cái buổi hôm nay là cũng tham gia với cái tinh thần rất là cao, và với Nguyệt cả khi mà Nguyệt đã bắt đầu với hành trình nào thì Nguyệt cũng cố gắng để hoàn thành. Đó là cái tâm huyết của Nguyệt và Nguyệt kéo Yên theo, thì ngồi theo chị nha. Đó, thứ nhất. Còn cái thứ hai đó là cái người chị Hòa là lớn tuổi nhất, là tới có lẽ là tới em. Em sinh năm 82 và đang là giáo viên ở Bình Định. Em đến với K6 hành trình văn hóa đọc để đọc và đúc kết sách. Thì ok, sau hành trình đó em cũng có biết đúc kết sách rồi. Sau đó là trong cái hành trình K6 là biết về phụng sự vô điều kiện, rồi cho giúp người là giúp mình. Cái từ đó rất là hay và rất là tâm huyết. Với em khi mà phụng sự K6, em có một cái điều mà em vẫn là lăn tăn, đó là mình phụng sự mà sao mình thấy vất vả. Và em đang đi tìm một cái đường hướng nào đó mà phụng sự không vất vả, mà mỗi thành viên trong nhà có thể là đoàn kết và truyền lửa cho nhau. Tại vì công nhận là cũng sẽ có người này người nọ, nhưng mà có cách nào đó để cho người phụng sự viên cũng cảm thấy là cảm thấy là mình được hộ, được cùng đồng bẫy ấy. Tại vì em đang đi tìm cái con đường đấy, tại vì trong bất cứ hành trình nào mà khi phụng sự mà người mà phụng sự mà vất vả thì một lúc nào đó rất là dễ bị tắt lửa. Thật sự đấy là cái mà em mong muốn đi tìm kiếm trong hành trình phụng sự và phụng sự ở K2 này. Thì chị Hoài nói là em yên tâm, cái hành trình K1 rồi K2 là K2 lại, cho nên tụi em sẽ được lợi nhiều hơn, cố gắng. Điều đó cũng cho em một cái niềm tin. Tiếp theo là phải nói đến Yên. Yên là đến từ Khánh Hòa, cũng là giáo viên. Và Yên cũng là bắt đầu từ hành trình đọc sách ở K6. Và Yên mong muốn là thấy cái tinh thần phụng sự từ anh Vũ Huân, nhà xóm 5, các anh chị em, cũng như là trưởng nhà đang ngồi đây, thì Yên cũng mong muốn là mình cũng sẽ học hỏi và kiên trì kỷ luật với chính mình để hoàn thiện con người mình, để phát triển con người mình, nâng tầm cá nhân hơn. Và Yên tìm tới hành trình mặc dù hai chị em cũng đang đăng ký những hành trình khác. Và cũng sắp xếp cùng nhau chạy theo. Ok, rất cảm ơn Yên ha, đã tin tưởng chị và tin tưởng cùng với hành trình phụng sự ba góc K2 này. Và tiếp theo là Hà Linh. Hà Linh là cô Diên Thủ Thư, đến từ tỉnh chị quên mất tiêu rồi. Sorry. Buôn Ma Thuột đúng không? Đắk Lắk. Đúng rồi chị ạ. Rồi Yên thì cũng học đầy đủ luôn, từ K5 rồi phụng sự K6 rồi cũng học phụng sự ba góc K1. Thì với Yên với Hà Linh đó là cái sự KZ lại ở trong cái phụng sự K2 này. Còn tiếp phụng sự K7 hay không là tùy duyên. Thật sự thì hy vọng với hành trình phụng sự K2 này đủ sức hút dẫn, đủ thắp đuốc mạnh mẽ để tiếp tục giữ cái câu thử thư này ở K7 và K8. Và các anh chị yên tâm, phòng 10 có chị Mộc Hà đến từ Úc, chị ấy là xác định là hành phụng sự nguyên năm. nên là chị Mộc Hà đó, là chị học từ K5 rồi cũng bắt đầu phụng sự K6 và học ở phụng sự ba góc K1 rồi. Tiếp tục phụng sự K2 và sẽ là tiếp tục phụng sự K7, K8, bao nhiêu ca chị chơi hết nguyên năm luôn. Đó là lời nhắn trên chat của chị Mộc Hà. Và anh Thế là anh đến từ Huế và anh đến để về hành trình đọc sách ở K6 và anh muốn duy trì cái thói quen tốt này cũng như là học hỏi trong cái hành trình phụng sự K2. Đấy là hẳn là thành viên của Dung Mùi, dù rất là ngắn thời gian thôi nhưng mà nhờ anh Xuân Thế vào là đã phân nhiệm vụ rất là nhanh chóng và chúng ta nhận diện nhau do cái đặt tên là Dung Mùi để cho mọi người dễ nhận diện nhau, dễ nhớ tên.
Rồi cảm ơn các anh chị, trong một cái phút ngắn ngủi nào đó chúng ta đã chia sẻ được với nhau về cái nỗi niềm và cái mong muốn trong cái hành trình cuộc sở K2 này. Cảm ơn ban tổ chức ạ. Nhà một đủ 3 phút. Em cảm ơn. Từ 3 đến 5 phút mà chị. 5 phút ạ? Từ 3 đến 5 phút. Đấy. À dạ, okay. Đó là chỉ nói một lần. Đấy. Nó sẽ thay đổi liên tục với cả nhà. Để tập cho mình một cái kỹ năng ấy ạ. Kỹ năng ấy ạ. Đấy. Cảm ơn chị Nguyệt rất là nhiều. Với cái chia sẻ này chắc chắn hành trình này sẽ mang đến cho chị nhiều thú vị. Nhiều thú vị và có nhiều lợi lạc. Đấy là điều chắc chắn như vậy ạ. Không biết. Lần đầu tiên hay là ổn đấy cả nhà. Đấy. Đúng không? Em nhớ khi ở hành trình kiến tạo văn hóa đọc là mọi người khá là sân. Khi tại sao lại cứ quá giờ. Trong khi mọi người tổ chức cái xóm văn hóa đọc lần đầu tiên ấy, thì mọi người bảo ồ, hóa ra là nó như thế. Đúng không ạ? Thế nên là cứ ai ạ, ai càng có cái phản ứng nhiều ấy thì cái người đấy sẽ có cái lợi lạc rất là nhiều. Không biết cả nhà thế nào chứ trước đây em thấy rằng có những thành viên chia sẻ rằng đọc sách như kiểu vả mặt mình ấy, tức ơi là tức, vứt cả sách đi, xong sau đấy lại quay lại lấy sách để đọc. Đấy thì đấy là cái chia sẻ của em và ở đấy chính là của từng học viên ạ, từng học viên phản hồi lại. Ở đây thấy Ngô Tiến giơ tay thì Ngô Tiến muốn chia sẻ riêng thêm gì không? Xin mời Tiến. Sau đấy thì chúng dạ, ta sẽ chào tất cả các anh chị có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay ạ. Em xin chia sẻ những cái thông tin của phòng Zoom số 8 em ạ. Không biết các anh chị trong phòng Zoom số 8 của mình có sẵn sàng để hiện diện lên với mọi người không ạ? Trong phòng Zoom số 8 của em thì có 6 thành viên là Phan Phụng Sự, Vũ Huân và chị Phú Điềm Tính, chị Lan Anh và chị Nguyễn Minh Nguyệt và chị Tuệ Quyên ạ. Mọi người có thể giơ tay lên để ban tổ chức ghi mình lên màn hình được ạ. Có vẻ như là cái Zoom số 8 này là nam át rồi cả nhà. Đấy, xin mời em cứ chia sẻ đi. Với những bạn mà vừa đọc tên thì thấy là toàn mẹ bỉm sữa. Nhưng có lẽ giờ này là cũng đang ở một cái vai trò khác nữa rồi. Đây. Xin mời Tiến chia sẻ. Sau khi mà được ban tổ chức, chị Minh Nguyệt có muốn chia sẻ không chị? Chị là người đúc kết trong cái vai trò, giữ vai trò người đúc kết trong cái phòng Zoom của mình này. Vâng, tôi xin phép đại diện xóm Zoom 8 nhé, chia sẻ những cái phần thảo luận vừa rồi của Zoom 8. Zoom 8 chúng tôi có 6 thành viên. Bạn Út có lẽ là ít tuổi nhất, hình như là bạn Ngô Tiến, 2001, quê ở Bình Dương. Bạn biết tới văn hóa đọc K6 và tức là biết tới trí tuệ Việt Nam là học văn hóa đọc K6 trong nhà 47. Và qua cái văn hóa đọc K6 bạn gặt hái được rất là nhiều trái ngọt. Chính vì vậy mà bạn đã đến với đào điện ban phụ sự ba dốc K2 này với trăn trở rèn luyện thêm những kỹ năng cho bản thân, giúp đỡ lan tỏa những điều thực tế tới mọi người. Bạn thứ hai là bạn Lan Anh, là giáo viên dạy học ở Vũng Tàu, quê ở Bắc Ninh. Bạn đã từng tham gia hành trình văn hóa đọc K3, văn hóa đọc chuyển giao K2. Bạn đã xây dựng được thư viện tại nhà và đến với đào điện ban phụng sự ba gốc K2 này thì bạn cũng muốn được tham gia để thắp đuốc cùng anh em. Và hiện giờ bạn cũng đang là phụng sự của làng Hạnh Phúc ở Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu. Bạn thành viên thứ tư đó là bạn Tuệ Quyên. Bạn Tuệ Quyên ở thứ ba, bạn Tuệ Quyên là ở Yên Bái. Bạn thì có tâm sự là bạn không phải là hoạt động trong ngành giáo dục nhưng mà bạn rất là yêu văn hóa đọc. Đấy, bạn tham gia ban phụng sự, đào luyện ban phụng sự này đã để tham gia rèn luyện cho bản thân cùng lan tỏa văn hóa đọc đến nhiều người hơn. Thành viên thứ tư là bạn Phú Điềm Tĩnh. Bạn Phú cũng đến tham gia phụng sự từ K5, K6 và văn hóa đọc chuyển giao K7. Văn hóa đọc chuyển giao của K trước. Thì bạn cũng có
tâm sự là bạn đến với cái ban với hành trình đào luyện này cũng để thứ nhất là để rèn luyện bản thân và tiếp tục lan tỏa những cái giúp đỡ những điều thực tế để giúp đỡ những người đến những người khác, những học viên khác. Thành viên thứ năm là bạn Vũ Huân, học văn hóa đọc K3, văn hóa đọc chuyển giao K3 và phụng sự từ K4, K5, K6 rồi chuyển giao văn hóa đọc chuyển giao K4. Và bạn cũng mong muốn học hỏi, thấy được ở trong trí tuệ Việt Nam có nhiều điều quý giá, cho nên là bạn học được rất nhiều những cái lợi lạc trong quá trình phụng sự. Sau một năm thì bạn tâm sự là bạn đã thấy mình đổi thay đổi đột phá hoàn toàn. Thế còn mình cuối cùng là Minh Nguyệt, sinh năm 1971, giáo viên trung học cơ sở môn ngữ văn, và cũng đến với cái hành trình này thì mình cũng muốn đào luyện bản thân và cũng muốn lan tỏa rồi thắp đuốc cho những cái bạn học viên sau, hoặc là những cái bạn mà có thể mình sẽ tham gia học văn hóa đọc K7. Đấy, nếu đủ duyên và đủ cái nguồn lực thì mình có thể tham gia phụ sự văn hóa đọc K7. Mình hết ý kiến. Có bạn nào trong Zoom 8 này muốn tâm sự gì không ạ? Rất là tuyệt vời cả nhà. Quá tuyệt vời. Em cảm thấy vui, em cảm thấy tuyệt vời. Thì chị Nguyệt lần này đến với hành trình. Em cũng chia sẻ với mọi người là chia sẻ đi. Sau khi mà tham gia cái hành trình kiến tạo văn hóa đọc ba góc, em thấy là rất bị ngợp rất nhiều kiến thức và những cái thông tin mới mà từ trước tới giờ em chưa được biết tới, chưa được tiếp cận đấy. Sau khi mà tham gia xong, tốt nghiệp xong, nhưng mà thấy trong đầu mình cũng đọc lại cũng chưa được nhiều và chưa ứng dụng được nhiều cho cuộc sống, nên em đã quyết định đấy, tham gia đào luyện vào ban phụng sự ba góc K2 để nói chung là để nghiên cứu đấy, để đào sâu những cái kiến thức đã được học, cũng như trải nghiệm những cái nỗi vất vả khó khăn của các anh chị ban phụng sự khi trong quá trình mà phụng sự chúng em trong cái hành trình kiến tạo văn hóa đọc. Và em thấy chị Nguyệt đấy, trong cái buổi Zoom nhỏ lúc nãy thì thấy chị Nguyệt chia sẻ chị có rất nhiều những cái ứng dụng đấy, ứng dụng vào đời sống sau khi tham gia các hành trình kiến tạo văn hóa đọc cũng như phụng sự, làm phụng sự viên, thì chị đã lan tỏa tới gia đình cũng như trường học. Thấy chị Nguyệt có chia sẻ là rèn được tính kỷ luật, kham nhẫn và đã tham gia được ban phụng sự ba góc K1 và học hỏi được rất nhiều, học được những cái cách đúc kết sách, chọn sách và nâng cao được những cái hiệu quả trong công việc giáo dục học trò của mình. Khi mà thấy học sinh mình làm việc và cái sự tập trung không được như ý, đang còn lơ là. Dạ, em xin kết thúc phần chia sẻ của mình ở đây. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Không biết có thành viên nào trong phòng Zoom số 8 của mình muốn chia sẻ nào không ạ? Xin chào cả nhà. Chúng ta đang bị cháy timeline rồi. Hôm nay là cái buổi ngoại lệ ạ. Chúng ta ngoại lệ vậy là cho nó cháy thoải mái đúng không? Bạn được chứ. Không, sau. Cũng không thoải mái lắm đâu ạ. Vừa vừa thôi ạ. Anh có muốn chia sẻ gì nữa không ạ? Chắc mình không chia sẻ gì đâu. Mọi người đã nói hết rồi. Xin cảm ơn chúng ta rất là nhiều ạ. Vâng. Và ở đây ạ, có lẽ là sẽ có nhiều người muốn chia sẻ nữa, nhưng mà thời gian thì cũng phải cho cháy vừa vừa thôi, đúng không cả nhà? Cả nhà đồng ý không ạ? Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với cái mục tiếp theo ạ. Nghĩa là hành trình của chúng ta hôm nay, cả nhà có thấy thắc mắc không? Bình thường là phải vào đâu vào đấy, hoặc truyền thông rất là rầm rộ, sau đấy thì mới có hội quân. Thì đây là những cái bật mí nhá, mà cao một chả ai, không ai được bật mí đâu. Em cũng phải thú thật là ban tổ chức, nhiều bạn đồng bạn cùng là ban tổ chức đấy, nhưng mà cũng không có những phần không biết, có những phần không biết. Thì cũng là để cái mà để quan sát mình hơn, thì thực ra những cái đấy nó mang lại cho mình những cái mình nhận diện được tốt hơn và mình trưởng thành nhiều hơn ạ. Thì sẽ có một cái lời cam kết với chính mình
nghĩa là Zoom ngày hôm nay chúng ta đã hiểu sơ qua về cái lộ trình hay là cái cách thức mà khi chúng ta tham gia đào luyện ở trong Zoom ạ. Đấy, trong Zoom nhé, còn phần bài tập thì lại sau cả nhà. Bài tập thì chúng ta sẽ được làm quen vào thứ hai tuần sau, sẽ có những 5 bài tập tối chủ nhật 20 giờ thì sẽ có 5 bài tập của cái tuần ạ, của tuần kế tiếp thì chúng ta sẽ được làm quen với nó, xem nó có khác gì không. Như ban tổ chức Từ Tâm Mạnh có chia sẻ rằng nó cũng na ná như của kiến tạo K6, nhưng mà cứ thử xem là na ná nó như thế nào cả nhà nhé. Na ná thôi nhưng mà nó vẫn cũng khác nhau mà. Đấy, giống thôi nhưng mà lại cũng vẫn khác nhau đấy ạ. Và là hành trình mà nó đề cao với sự tỉnh thức của mình rất là nhiều ạ. Cả nhà mà cứ thấy ngọt ngào, như chắc là ngọt ngào như vừa nãy có Zoom chia sẻ đúng không ạ? Zoom 10 á, có chia sẻ rằng là nhìn thì thấy vui, cười, xong sau đấy là phát hiện ra thì bắt đầu cảm thấy sợ, đúng không ạ? Sợ hãi. Đấy, xong rồi sau đấy thì lại có bạn là chia sẻ cái góc nhìn như kiểu là động viên đúng không ạ? Đấy, thì lại tiếp tục đi. Và chắc chắn rằng ạ, có một điều mà em sẽ chia sẻ bật mí với cả nhà, đó là chúng ta sẽ được trải nghiệm tất cả cung bậc cảm xúc, từ chuyển ngữ đời thường đi, kể cả từ tiêu cực hay tích cực ạ, chắc chắn chúng ta sẽ có cái cảm xúc này. Đấy, sẽ có lúc vui vẻ, hạnh phúc, vỡ òa, nhưng sẽ cũng có những cái cảm giác mà tức, chán nản, ghét. Nó sẽ có đầy đủ ạ. Thì đấy là cái bất mí trước của em là như vậy, để mình cũng chuẩn bị một tâm lý. Nghĩa là sẽ có những bạn mà có cảm giác sợ hãi và cảm thấy rằng không tự tin, hành trình này có vẻ khó đây hay gì đấy. Thì đôi khi mình cứ nỗ lực đi ạ, mình cứ nỗ lực làm trọn vẹn. Và nó có hai cái tinh thần, đó là tinh thần người đi trước cắt bước người đi sau và tinh thần huyền không ạ. Cả nhà chỉ cần nắm vào những cái keyword đấy thôi thì cả nhà sẽ vượt qua một cách rất là dễ dàng. Còn ai đó mà cảm thấy là ồ dễ mà, thì có khi lại cũng có những cái mà không dễ tí nào đâu ạ. Đấy là cái hành trình mà để mình nhận diện bản thân mình nhiều hơn rất là nhiều, không chỉ về bản thân mình mà trong cuộc sống, trong các mối quan hệ của mình ạ. Đấy, thì cả nhà cứ từ từ trải nghiệm nhé cả nhà nhá. Đấy thì nhiều bí mật ạ. Và thì đó là một cái chút bật mí của em. Và những ai em biết trong Zoom này, có những bạn thì đã đăng ký tham gia vận dụng rồi, có những người thì chưa. Nếu như ai chưa mà cảm thấy hành trình này phù hợp với mình thời điểm này, mình sẽ tiếp tục đăng ký vì còn hạn link đăng ký đến ngày mai ạ. Còn ai đó gọi là đã chót đăng ký rồi đấy, mà bây giờ vào thấy có vẻ nó không ổn, thì nhà mình vẫn còn có một ngày để suy nghĩ đấy. Vì chúng ta còn một cái Zoom hiểu thương là vào tối thứ sáu ạ. Thì sau đấy thì sẽ có những cái phản hồi đấy, hoàn toàn tự nguyện nhé cả nhà nhé. Rất là dễ luôn, chốt đăng ký hút xa gà chết rồi mà vẫn được cơ hội nhắc lại. Nhưng mà sau cái ngày thứ sáu ấy ạ, sau cái Zoom hiểu thương xong qua thứ bảy chủ nhật nữa ấy, là không còn cơ hội đâu cả nhà nhá. Sẽ có những cái luật chơi ạ, những luật chơi cứ đã có luật chơi rồi, cứ thế là chơi thôi cả nhà, cứ thế là chơi thôi ạ. Đấy, thì quan trọng là mình xác định là mình sẽ có, như hôm nay cái câu hỏi đó gì, cơ duyên lý do chăn trở sao bạn vào tham gia hành trình này, thì mong rằng cả nhà mình sẽ lắng tâm lại một lần nữa, xem thực sự nó là gì để chúng ta bước vào hành trình. Vì cái thời gian đào luyện thì nó không phải là ngắn đâu ạ, không phải là ngắn đâu, đúng không ạ? Không hề ngắn tí nào, nó rơi vào khoảng 3 tháng, hơn 3 tháng đấy ạ. Đấy, nó là cái khoảng thời gian khá là dài, thì cả nhà mình cứ cân nhắc. Cái tiếp theo nữa, đó là chúng ta sẽ cố gắng thu xếp nhá. Em biết rằng cũng có những người đó là mẹ bỉm sữa ạ, nhưng có những cái luật chơi á, có những luật chơi là mình phải chơi, mình không đáp ứng được thì mình hoan hỷ dự thính, đúng không ạ? Dự thính, hoặc là mình sẽ dừng, hoặc là tìm vào một cái thời điểm phù hợp. Ví dụ như là cái Zoom nhỏ thì có thể các bạn tắt cam, nhưng các bạn vẫn phải có cái sự chia sẻ trao đổi với nhau chứ, đúng không ạ? Không tiện bật cam nhưng vẫn phải trao đổi chia sẻ bằng một cái hình thức nào đấy để cho đồng đội mình biết được. Vì mình làm được cái điều này thì khi mình vào mình phụng sự ạ, thì mới phụng sự được, chứ không thể phụng sự được đâu. Học viên thì bỡ ngỡ vào, họ đang bị bỡ ngỡ, bơ vơ, không biết, mà mình là vai trò phụng sự viên thì mình làm gì để hỗ trợ các bạn ấy. Thế nên là cái hành trình đào luyện là mình phải nghiêm túc ạ. Và đây nó có một cái quy luật, đó là nhân quả.
chúng ta không tích cực tương tác khi trong thời gian đào luyện thì chúng ta sẽ rơi vào những nhà người ta cũng không tích cực tương tác đâu, có hỏi thế hỏi nữa họ cũng không chia sẻ đâu. Đấy, thế nên là mình trong quá trình đào luyện mình tích cực tương tác, mình vui vẻ, mình đón nhận một tâm thế hân hoan, thì đến khi mình phụ sự đấy ạ, sếp thì rõ ràng sếp ngẫu nhiên thì thường sẽ vào những nhà mà cũng có cái tâm trạng hân hoan được đi học như chúng ta. Đấy là cái quy luật này là nó chắc chắn đấy nha cả nhà nhé. Đấy, chúng ta tương tác nhiều, chúng ta hiện diện nhiều thì cũng vào những cái nhà mà họ ấy cũng có một cái tinh thần như mình. Nó hệt như cái thời gian đào luyện nhá. Cả nhà mình cứ hỏi những ban phụ sự đi trước, nghĩa là trong quá trình mình đào luyện thế nào thì cái học viên mà mình phụ sự ấy, nó là cái phản hồi như cái tấm gương soi của mình khi chúng ta tham gia đào luyện nhá. Đấy. Đấy, luật hoa quả. Đấy thì để cho nhà mình có một sự cân nhắc hoặc là cũng có một cái cách để khi chúng ta tham gia đào luyện, dù là tham gia đào luyện bản thân hay tham gia xác định là chúng ta đã phụ sự hành trình kiến tạo văn hóa các bảy. Đấy, để mình có một cái xác định cái tâm thế thái độ ấy. Còn tất nhiên là cũng có những cái bất như ý thì chúng ta sẽ tìm cách ạ. Và tìm cách ở đây là đồng đội trong xóm. Sau ngày mai thì chúng ta sẽ có danh sách về trong các xóm ạ. Và cái sự mà tìm cách này sẽ là hoàn toàn từ đội nhóm ạ. Ban tổ chức thì đôi khi sẽ không như ở kiến tạo khoa 6 đâu ạ. Tại đôi khi mình hỏi, mình sẽ có một cái tâm đó là mình hỏi để được trả lời á. Trả lời, nhưng đôi khi mình chỉ cần chậm lại một chút thôi là mình đã có câu trả lời rồi. Đấy. Thì em chia sẻ như vậy là để mọi người để mọi người sẽ có một cái góc nhìn khác. Em nhìn sâu sẽ không như em nhìn sâu ở các 6. Ở vai trò kiến tạo và vai trò ở ban phụ sự ba gốc nó sẽ hoàn toàn khác nhau đấy ạ. Tưởng thế mà không phải thế cả nhà nhá. Đấy, bật mí quá nhiều đấy cả nhà. Hôm nay vì vui ạ, vì vui và thấy mọi người cũng rất là tâm trạng rất vui, thế là bật mí như vậy để chúng ta cùng nhau có động lực cố gắng ạ. Cố gắng để vượt qua. À, hôm nay thì có một số thành viên thì có lẽ là cũng bị mất tỉnh thức, thế nên không biết hôm nay có buổi hội quân thì chúng ta sẽ hoan hỷ xem lại bản record ạ, bản record, và chúng ta sẽ cố gắng nhá. Hành trình này ạ, nó có cái sự thay đổi gọi là cốt lõi, nó chính là ở cái Zoom nhỏ đấy ạ, chứ không phải là cái Zoom đào tạo đâu, diễn giải chia sẻ đâu. Và cả nhà mình nhớ này, nhớ cái lịch đó là tối thứ tư, thứ sáu, chủ nhật, và ở khung giờ 20 giờ đến 22 giờ 30 phút ạ, thì chúng ta cứ nhớ cái lịch này mà vào, sẽ không có ban tổ chức nào hỏi hết chúng ta vào đâu. Cả nhà hình dung không? Là hành trình đào luyện mà. Và Zoom thì sẽ được gửi trước 15 phút ạ. Diễn giả cũng không được báo trước là ai chia sẻ đâu cả nhà. Sẽ có những cái Zoom mình cảm thấy rất hào hứng, nhưng có những Zoom mình cảm thấy chối bỏ vô cùng. Thì cả nhà hãy nhớ lại cái nội dung đào luyện. Đó là rèn năng lực lắng nghe. Thì có những cái mà mình không muốn nghe đâu cả nhà, nó chối lắm. Em đã chứng kiến các đồng chí ra vào Zoom ấy, vì nó chối ấy, nhưng mà cuối cùng lại cứ vào rồi lại ra, vào lại ra. Đấy, chúng ta sẽ quan sát được điều đấy nha. Rồi rèn cái năng lực hiểu, cái khả năng hiểu thông sâu, và rèn một cái năng lực gọi là năng lực chấp nhận. Chấp nhận này không phải là mình chấp nhận mình thấy cái sự thật nó phũ phàng quá, mà chúng ta duỗi, chúng ta không kiểu bỏ qua buông xuôi, thì không phải, mà chúng ta có năng lực này để chúng ta vun bồi cái nghị lực, cái nội lực của chúng ta nó tăng lên, và chúng ta sẽ tìm cách giải quyết, vượt qua nó, đối diện qua nó. Nó sẽ khác nhau với cả nhà nhé. Cùng một cái cảm xúc đấy, nhưng mà sẽ có hai cái tâm thế khác nhau ạ. Tâm thế khác nhau. Và điều này nếu như ai khi đào luyện xong có những cái bất như ý trong cuộc sống ấy, chúng ta cảm nhận rất rõ ràng ạ. Chúng ta nỗ lực hơn rất nhiều như thế nào. Đấy ạ, thiên cơ bất khả lộ. Thiên cơ lộ toàn tập. Đấy là cho bật mí rất là nhiều, chứ K1 là không được gì đúng không ạ? Không hề biết cái gì. Cứ hỏi các bạn mà được tham gia đào luyện từ trước như vậy, thì em cũng muốn có một cái mà chia sẻ thẳng thắn với nhau như vậy. Nói như vậy nhưng mà chúng ta vẫn mất tỉnh thức đấy ạ. Nghĩa là chúng ta có cái định pháp như vậy rồi, mà đôi khi mình bị cuốn theo, mình quên mất cái định pháp lúc ban đầu đấy ạ. Và những cái lời em nói ạ, thì nó sẽ thể hiện toàn bộ ở trong hành trình. Không thiếu cái gì đâu cả nhà nhé. Nó không thiếu cái gì đâu, chỉ là mình mất tỉnh thức, mình quên thôi. Thì nó là như vậy ạ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với cái phần
chụp ảnh thì chúng ta chụp ảnh vừa nãy rồi đúng không ạ? Bây giờ sẽ đến cái phần tâm pháp được không ạ? Và ngay sau đây thì xin mời cả nhà sẽ cùng nhau lắng tâm nghe một bài thiền ca đó là tình huynh đệ được không ạ? Xin chào cả nhà, chúng ta sẽ có cái câu hỏi đúng không ạ? Em muốn rằng cả nhà sẽ làm thật rõ cái câu hỏi mà chia sẻ cái cơ duyên lý do rồi trăn trở của mình khi tham gia vào hành trình đào luyện ba gốc ca hai này nhé. Chúng ta sẽ làm một cách thực sự ạ, thực sự cái câu hỏi đấy, bóc tách nó thật rõ ràng ạ. Và chúng ta sẽ còn một zoom gọi là zoom hiểu thương nữa, hiểu thương tới bến luôn cả nhà. Đấy. Sau đấy thì sẽ đi vào đào luyện đấy ạ. Đấy. Tóm lại là cười vui vui vẻ vẫn còn được từ giờ cho đến zoom thứ 6. Xong hiểu thương thì nốt thứ 7 chủ nhật ạ. Chủ nhật là nếu như ai đó mà đủ duyên thì chúng ta offline đấy, hoặc là vào online ạ. Thì cũng vẫn được hiểu thương tưng bừng tiếp, đúng không ạ? Thắp đuốc tưng bừng đấy, hoặc là hiểu rõ hơn về hành trình hay là những cái công việc mà chúng ta làm, chúng ta đang tham gia, chúng ta đang đào luyện. Và sau đấy thì chính thức tuần sau chúng ta sẽ bước vào hành trình đào luyện một cách thực sự bản thân mình ạ. Và sẽ có cái trang Facebook ạ, trang Facebook để chúng ta làm bài tập nộp vào đấy. Thì sau ngày mai ạ, sau khi mà đã ngày mai chia Zoom trong các nhà thì chúng em sẽ chia sẻ ở trong trong nhà mình nhá. Chúng ta sẽ có một cái bản tin ạ, sẽ có một nhóm bản tin, chúng ta sẽ chuyên nhận thông tin ở đấy và sẽ có được nhận về các xóm. Đấy, nhận về các xóm, khả năng thì sẽ chắc phải chia đến 10 xóm, thì sẽ phụ thuộc vào cái đơn chúng ta đăng ký. Và trong 10 xóm thì có chia Zoom nhỏ ạ, em cũng chia sẻ cái luật luôn một chút, muộn thì muộn rồi, luôn một chút thì hôm nay cũng được thoải mái một chút. Thì đó là sẽ bao giờ ai đó đăng ký ở mức độ là phụ sự kiến tạo văn hóa đọc ca 7 ạ, thì sẽ được lên ghim lên Zoom chính, ngày nào cũng được ghim. Còn số lượng còn lại ạ thì chúng ta sẽ ngẫu nhiên hoặc có sắp đặt có sắp đặt chúng ta sẽ luân phiên, chúng ta hoan hỉ điều đấy nhé. Vì vẫn phải ưu tiên các bạn mà đào luyện phụng sự các kỹ năng nhiều hơn. Còn chúng ta đào luyện thì chúng ta vẫn còn có cơ hội để chúng ta phụng sự ở khá sau, thì bao giờ cũng phải ưu tiên những đối tượng mà đang cần trước đấy. Còn đào luyện các hình thức thì đều là chung cả. Và mỗi khi lý do ban tổ chức chúng em đưa ra thì đều có cái lý do chúng em cân nhắc kỹ rồi cả nhà nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ quan sát được nhiều. Cái này là quan sát chính cái bản thân mình nhiều, mình sẽ bóc tách được những cái điều mình làm hơn. Hy vọng rằng sẽ là một hành trình có nhiều trải nghiệm thú vị với mọi người. Cả nhà nhớ nha, luôn luôn trải nghiệm. Và sau đây thì có lẽ chúng ta sẽ bật mic chào nhau, gặp lại cả nhà vào tối thứ 6 với Zoom hiểu thương. Chào các anh chị ạ. Xin chào các anh chị, viên chào anh Hoa, chúc cả nhà mình ngon, chào chị Hoa, chúc cả nhà mình ngon rất ạ, gặp lại anh chị vào tối thứ 6 này ạ. Chào cả nhà nhá. Các chị, anh chị. Hoang mang, không biết làm kiểu gì. Chào chú Viên ạ, chào tất cả các anh chị. Hồng Hạnh nhá, hoang mang là kiểu gì? Chú Viên điền form đăng ký chưa chú? Điền rồi. Thấy điền rồi. Nghe lại bảo gì còn để xem thế nào. Đăng ký rồi nhưng không biết có được không, bởi vì cũng không thảo với đăng ký lắm. Chúc mừng khi ai đó thấy hoang mang. Các biên yên tâm là sẽ được các bạn ban tổ chức sẽ hỗ trợ. Bác kiểu gì cũng đăng ký được. Người như bác biên. Bác ấy tự đăng ký được rồi ạ. Bác ấy tự đăng ký được rồi ạ, không cần hỗ trợ. Tại vì lúc đấy bác ấy đang khoan là không biết là có đăng ký được không. Dạ, form về hết rồi ạ. Chính ra là chỉ những ai gặp bất như ý là với những phụng sự viên cũ thôi ạ. Đường vào nó chắc trở kinh. Em thấy mấy ngày liền cứ sao không được, sao lại em không được. Chứ còn với học viên mới thì em thấy phát được luôn ấy. Được
Đấy thì chúng ta vẫn ở trong nhóm ạ, vẫn ở chúng trong Linh này có sự ưu tiên rồi. Không biết, em không biết. Không trả lời. Này có sự ưu tiên tiền người mới rồi. Đấy. Kiểu này là kiểu ban tổ chức còn mới nơi cũ. Em ngẫu nhiên chị đến ban tổ chức từ tâm mạnh bảo ra luật chơi em cũng lo lắm, còn gì nữa. Người già mà còn lo lắm. Đúng không ạ? Còn mình thì bấm vào link đăng ký 2-3 lần xong mình lại tắt đi, xong mình mãi về sau mình mới quyết định đăng ký. Rồi phải cân nhắc chứ. Bút xa cả chết. Đấy, ở chỗ đấy đấy. Cả nhà đừng tin lời em nhá. Đây là đừng cuối rồi tắt tắt thì gọt đi, trời ơi không mọi người cũng nghe được cái này.